Ok, xin chào tất cả bạn nha. Hôm nay anh sẽ live chữa cho các bạn để ôn tập số 3 học kỳ 2 vật lý lớp 11. Đúng chưa? Các bạn nhớ phải làm và chữa cẩn thận vào, đúng không? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu 1 luôn. Câu 1 là một câu về mặt lý thuyết về thấu kính, đúng không? Về thấu kính. Và câu 1 này rất nhiều bạn bị sai này. Đó, nhớ nào. Vậy câu 1 các bạn cho đoán gì nào các bạn ơi? Ở trong câu 1 này đáp án gì? Nhớ này. Ở trong câu 1 này thì các bạn sẽ hay bị sai câu 1. Đó, đúng không? Vì một số bạn rất lười học lý thuyết nên sẽ bị sai những câu lý thuyết như thế này. Đó. Nào, vậy câu 1 chúng ta cho đoán gì nào? Đường đi của tia sáng qua thấu kính ở các hình vẽ sau. Thì hình vẽ sau là của ở các hình vẽ sau thì cái nào người ta chọn đáp án sai đúng không? Chọn đáp án sai. Đó, tức là ta chỉ là cái đường đi nào sai đúng không? Nào, chúng ta cùng vào hình 1 này. Trong trường hợp hình 1 này bạn nhìn này, bạn nhớ này, cái đường thẳng nhớ này, cái đường thẳng nét đứt này này, người ta gọi là trục phụ delta. Đúng không? Thì bạn phải nhớ tia sáng, nếu tia sáng nhớ tia sáng song song với trục phụ thì tia ló sẽ có đường kéo đường thì tia ló này sẽ đi qua tiêu điểm ảnh phụ hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh phụ, đúng không? Vậy làm thế nào để chúng ta xác định được tiêu điểm ảnh phụ thì nhớ này. Đầu tiên cái đường thẳng này đây, đường này này. Đường này là chính là cái từng tiêu diện này. Đây cái đường này chính là tiêu diện này. Đó, đúng không? Thì giao điểm của tiêu diện với trục phụ chính là gì đây? Đây đây là tiêu diện ảnh phụ đúng không? Đây là tiêu diện ảnh này. Thì giao điểm của trục phụ với tiêu diện ảnh thì nó chính là gì đây? Tiêu điểm ảnh phụ. Đó, thì đây chính là F1 phẩy. F1 phẩy. Ok chưa? Ok chưa? Thì các bạn nhớ này, tia tới song song trục phụ thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh phụ F phẩy, F1 phẩy, đúng không? Vậy hình 1 chính xác. Ta chọn đáp án sai mà. Tiếp tục, hình 2, bạn nhìn hình 2 này. Hình hạn nhìn này, cái đường nét đứt này chính là đường trục phụ này, cái đường nét đứt này là đường trục phụ đúng không? Trục phụ đó. Thì bạn nhìn này, tia tới bạn nhìn này, tia tới song song trục phụ thì tia ló nó phải trong này là kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh phụ. Vậy bạn nhìn này, đây là cách tạo tiêu điểm ảnh phụ đúng không? Thì bạn nhìn này, cái tia ló này khi kéo dài qua nó không thể nào đi qua điểm này được đó. Nhìn này, đây nó chính là tiêu điểm ảnh phụ F1 phẩy trong trường hợp này. Đúng không? Nhưng trong trường hợp này cái tia ló đây kéo dài nó không đi qua điểm này, vậy chắc chắn hình sai trong trường hợp này là hình 2. Hình 2 chắc chắn sai, đúng chưa? Thì đáp án câu này là đáp án B. Thì sẽ vẽ lại cho bạn hình 2 như nào đúng nhá. Ok chưa? Thì ta xem hình 3, xem hình 3 đúng hay sai nhá. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F phẩy. Hình 3 quá chính xác luôn. Hình 4. Hình 4 này bạn nhìn này, tia tới bạn nhớ này, tia tới được chưa? Tia tới bạn nhìn này, tia tới này, được chưa? Đi qua tiêu điểm vật chính F phẩy, à, tiêu điểm vật chính F thì rõ ràng tia ló song song trục chính, hình này cũng đúng này, đúng không? Vậy đáp án câu này chính là đáp án là hình 2 là sai. Vậy chúng ta cùng thử vẽ lại hình 2 nhá, xem vẽ như nào cho đúng này. Đây, nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây này, anh sẽ vẽ lại cho bạn hình 2 này, đúng chưa? Đây là F phẩy, đây ta anh sẽ tạo tiêu diện. Đúng không? Đây là trục phụ này, nhìn này, đây trục phụ này. Đó, đây trục phụ đúng không? Thì đây nó là tiêu điểm ảnh phụ F1 phẩy. Vậy nếu ta xem một tia sáng đúng không? Song song với trục phụ như này đúng không? Thì tia ló phải có đường kéo dài đi qua tức nét đứt này. Đến đây, đó, tức là vẽ như này để mình chỉ sang này. Ok chưa? Hiểu vấn đề không? Đấy, nhớ nhá. Đúng không? Vậy câu 1 đáp án là B. Ok chưa nhỉ? Câu 1 là B. Đó, tiếp tục câu thứ 2. Câu thứ hai. Nào, câu thứ hai cái đáp án là gì các bạn ơi? Câu thứ hai này. Đúng chưa? Câu thứ hai cũng là một câu lý thuyết và câu này liên quan tới hiện tượng tự cảm, đúng không? Trong mạch điện như hình vẽ, người ta bảo là các bạn chọn đáp án đúng này. Được chưa? Khi khóa K thì tức là trong trường này là khi đóng khóa K nhé, khi đóng khóa K. Đó, khi đóng khóa K thì giờ ta cho bạn bốn đáp án A, B, C và D thì người ta liên quan tới cái đèn 1 và đèn 2 thì bạn lưu ý này. Ở cái nhánh chứa đèn 1 đây này, cái nhánh này chính là nhánh chứa đèn 1, đúng không? Thì bạn nhìn này, ở nhánh chứa đèn 1 thì nó gồm có điện trở R và nó gồm điện trở R này nối tiếp đèn 1. Thì rõ ràng cái nhánh bên trên này nó là một đoạn mạch bình thường, một đoạn mạch bình thường, đúng không? Thì các bạn lưu ý vấn đề là khi K đóng, bạn nhớ nhá, khi K đóng. Rồi, khi K đóng. Đúng chưa? Thì bạn nhớ này, cái nhánh chứa đèn 1 nó giống như một đoạn mạch bình thường, nó giống như một đoạn mạch bình thường thì rõ ràng khi có dòng điện chạy qua thì lập tức đèn nó sáng ngay. Ok không? Đèn nó sáng ngay. Đó, đúng không? Thì ta có này, đèn 1 sáng ngay lập tức. Sáng ngay lập tức.
Đúng chưa? Còn cái nhánh chứa đèn hai, lưu ý này, cái chứa cái nhánh chứa cái đèn hai này nó đang có một cái cuộn dây, một cuộn dây với độ tự cảm là L. Vậy trong cái nhánh chứa đèn hai này nó sẽ xảy ra một hiện tượng là hiện tượng tự cảm. Hiện tự cảm khi có sự thay đổi dòng điện trong trong mạch, đúng không, thì trong mạch sẽ xuất hiện một hiện tượng tự cảm đó. Thì bạn lưu ý vấn đề này chưa, thì nhớ này, trong trong nhánh chứa đèn hai, trong nhánh chứa đèn hai, được chưa, xảy ra hiện tượng tự cảm, hiện tượng tự cảm, ok không? Thì bạn lưu ý này, khi chúng ta đóng K vào, đúng không, thì chắc chắn cường độ dòng điện trong mạch nó tăng lên, cường độ dòng điện trong mạch tăng lên, thì bây giờ nó sẽ tạo ra trong mạch này một suất điện động tự cảm, và suất điện động tự cảm này sẽ được sinh ra để làm cho thằng I này giảm xuống. Vậy bạn suy ra này, vậy có là ITC sẽ làm cho thằng này giảm xuống, đúng không, làm cho I này giảm xuống, đó tạo ra ITC. Vậy bạn nhìn này, đây thằng I trong mạch đi vào đây, nhưng trong cái này thì có một thằng ITC chống ngược lại đó, đúng chưa? Thì rõ ràng là cái đèn này thì không thể nào sáng ngay lên được, vì cái dòng này nó cản lại, ITC cản lại. Vậy cái đèn hai này nó phải sáng từ từ, nó phải sáng từ từ, đúng không, nhớ nhá, đèn hai này nó phải sáng từ từ đó, cản nó, cản I tăng, ok chưa, cản I tăng. Vậy đáp án câu này phải là đèn một sáng ngay lập tức, còn đèn hai sáng từ từ, được chưa? Thì câu hai đáp án là A, câu hai đáp án sẽ là A. Giờ tiếp tục là câu tiếp theo là câu 3. Câu 3 này. Câu 3 các bạn chọn đoán gì đây? Câu 3 nhá, xem đáp án là gì nào các bạn nào. Ở câu 3. Đọc qua đề bài câu 3 này. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án A, đúng chưa? Mắt cận đeo kính hội tụ. Sai rồi, mắt cận không thể nào đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa được. Vậy cái đáp án này sai. Đoạn B, mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần, không chính xác rồi. Đáp án C, mắt cận đeo kính phân kỳ để có thể nhìn rõ vật ở xa vô cực, câu này quá chính xác luôn. Và bạn nhớ này, cái độ tụ của kính sửa tật cận thị ấy, thì bạn nhớ D kính bằng 1 trên F kính và được tính bằng 1 chia cho L trừ OCV. Trong đó L là khoảng cách giữa kính và mắt, đúng không? Vậy câu 3 đáp án là C. Được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 4. Câu 4 này rất nhiều bạn bị sai vì bạn không hiểu rõ lý thuyết, đúng không? Rất nhiều bạn bị sai. Nào, câu 4 đáp án gì nào các bạn ơi? Câu 4 đáp án gì nào? Đọc đề đọc nhá, câu 4 này. Đáp án A, điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật nằm trên võng mạc, người ta gọi là điểm cực viễn. Quá chính xác luôn. Điểm cực viễn là điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó mắt có thể nhìn thấy. Ok chưa? Đáp án A đúng. Đáp án B, điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính nằm trên võng mạc. Nằm trên võng mạc, được chưa? Điểm gần nhất là điểm cực viễn, là điểm cực cận. Quá chính xác luôn. Đáp án B đúng. Đáp án B đúng này. Đáp án C, năng suất phân ly là góc trông nhỏ nhất alpha min. Năng suất phân ly là góc trông nhỏ nhất alpha min khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể phân biệt được hai điểm A và B. Câu này cũng quá chính xác luôn. Vậy rõ ràng đáp án sai cho câu này là đáp án D. Vì sao đáp án D nó bị sai? Thì các bạn cần lưu ý này. Điều kiện để mắt nhìn rõ vật AB, người ta bảo là chỉ cần vật AB nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Câu này sai. Sai là sao? Bạn nhớ này. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật. Bạn lưu ý này, điều kiện để mắt nhìn rõ vật thì nó gồm hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là cái vật AB này phải thuộc khoảng nhìn rõ của mắt, đúng không? Tức là nó chạy từ điểm cực cận của mắt đến điểm cực viễn của mắt. Và phải thỏa mãn một điều kiện thứ hai nữa là cái góc trông vật AB, ví dụ là góc alpha, nó phải lớn hơn hoặc bằng góc trông nhỏ nhất, tức là alpha min. Và mình nhớ này, để mắt nhìn rõ một vật thì phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là cái vật AB này phải thuộc khoảng nhìn rõ của mắt, tức là nằm từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt. Và thỏa mãn điều kiện thứ hai là góc trông vật AB này nó phải lớn hơn hoặc bằng góc trông vật nhỏ nhất alpha min, hay chính là lớn hơn bằng năng suất phân ly của mắt. Đó, đúng không các bạn? Lưu vấn đề vào nhá, ok không? Được chưa? Thì câu 4 đáp án nó là D. Nào, tiếp tục câu 5.
Câu 5 đáp án là gì đây? Câu 5 là một câu lý thuyết công thức nhá. Câu 5 chính là một câu lý thuyết về công thức của thấu kính, đúng không? Công thức của thấu kính. Nào, câu 5 đáp án gì các bạn ơi? Đáp án câu 5 là gì đây? Nào, chúng ta cùng nghiên cứu này. Gọi D là khoảng cách từ vật tới thấu kính, D phẩy là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, và F là tiêu cự của kính, và đề bài yêu cầu các bạn là độ phóng đại ảnh qua thấu kính là đáp án A, K bằng trừ D phẩy nhân D, quá chính xác luôn. Đáp án B, K bằng F chia F trừ D. Rất nhiều bạn nhìn này, rất nhiều bạn thấy cái này hơi lạ lạ này. Đó, tại thưởng cái này sai, cái này hoàn đúng nhá. Nếu chúng ta viết lại tí này, ta sẽ là ta nhân cả tử cả mẫu với trừ 1 đúng không? Thì cái này là trừ F chia cho D trừ F, đúng không? Đó, thì rõ ràng chúng ta hay nhìn câu này mà quên thằng này. Thì câu B cũng đúng, đúng không? Câu C thì quá chính xác luôn. Vậy rõ ràng câu 5 này cả ABC đều đúng. Ok chưa? Cả ABC đều đúng. Đó, đúng không? Đó, tiếp tục là câu 6. Câu 6 nhá. Câu 6. Nào, câu 6 đáp án gì? Các bạn comment nào. Comment nào, câu 6 đáp án gì đây? Nào, câu 6 đáp án gì nào? Nào, câu 6 nhá. Một mắt cận thị khi đeo kính có độ tụ là trừ 2 diop thì có thể nhìn rõ các vật ở xa mà mắt không cần điều tiết. Thì bạn làm ơn lưu cho anh này, đối với mắt cận thị mà đề bài có một câu là có thể sau khi đeo kính có thể nhìn rõ các vật ở xa mà mắt không cần điều tiết, vậy chắc chắn bài toán này là sửa tật cận thị. Bạn nhớ vào nhá, cái câu này chính là sửa tật cận thị. Sửa tật cận thị, bạn lưu ý này, sửa tật cận thị tức là sau khi chúng ta đeo kính vào có thể nhìn được những vật ở rất xa mà mắt ở trạng thái không điều tiết, đúng không? Thế này đã dạy các bạn rất kỹ rồi. Đối kính sửa cận thị, bạn nhớ D kính bằng 1 trên F kính, đúng không? Bằng 1 chia cho L trừ đi OCV, đúng chưa? Và người ta yêu cầu tính khoảng nhìn rõ lớn nhất của mắt người đó. Khoảng nhìn rõ lớn nhất của mắt người đó chính là để bạn yêu cầu bạn tính OCV bằng ngòi chấm, đúng không? Đến đây bạn thay số ra này, bạn thay ra nhá. D kính người ta cho bạn rồi là trừ 2 diop bằng 1 chia cho, đề bài không đề cập tính kính đeo cách mắt thì bạn phải nhớ là đây là trường hợp kính đeo sát mắt luôn, đúng không? Nếu kính đeo cách mắt thì đề bài phải nói rõ bạn. Vậy trong trường này L bằng 0 và bạn trừ đi OCV. OCV thì trong trường này các bạn tính ra OCV ở đây sẽ là bằng 0,5 mét. 5 mét thì độ tụ đơn vị phải là mét, và bạn đổi ra nó chính là bằng 50 cm. 50 cm. Thì đáp án câu này là đáp án D. Đáp án D nhá. Được chưa? Ok chưa? Đáp án D. Nào, câu tiếp theo là câu 7. Câu tiếp theo là câu 7. Được chưa? Câu tiếp theo là câu 7. Nào, đọc câu 7 này. Đọc câu 7 nhá. Câu 7 đáp án gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu 7 này. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự là 15 cm. Cho ảnh thật A phẩy B phẩy gấp 5 lần vật, khoảng cách từ vật tới thấu kính, tức là bài toán này yêu cầu bạn tính D, đúng không? Tính D. Các bạn lưu ý này, người ta cho các bạn biết là độ lớn của K bằng A phẩy B phẩy, bạn chia B, đúng không? Mà ảnh cao gấp 5 lần vật, tức là độ lớn của K trong này bằng 5. Nhưng bạn lưu ý một vấn đề là ảnh thật, bạn nhớ nhá, ảnh thật thì rõ ràng trong trường này bạn phải suy ra k nó âm, tức là k trừ bằng trừ 5, k bằng trừ 5, k âm mà, đúng không? K âm nên bạn lấy k bằng trừ 5. Vậy trong bài toán này khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thì d được tính bằng f nhân mở ngoặc 1 trừ 1 trên k, 1 trên k. Bạn thay vào f là 15 nhân mở ngoặc 1 trừ đi 1 trên trừ 5, 1 trên trừ 5, đúng không? Thì bạn sẽ có ngay trong trường này f d bạn ra là 18 cm. 18 cm, đúng chưa? Thì câu này đáp án nó sẽ là C, 18 cm, đúng chưa? Câu tiếp theo là câu 8. Câu 8 lại là một câu lý thuyết, lại là một câu lý thuyết về thấu kính, đúng không? Vật sáng AB đặt trên trục của một thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều, cho ảnh ngược chiều. Ảnh ngược chiều chắc chắn là ảnh thật, được chưa? Và cao bằng vật. Và đề bài yêu cầu các bạn là vật AB ở vị trí nào sau đây? Ở vị trí nào sau đây? Thì bạn lưu ý thấu kính hội tụ vừa có thể cho ảnh thật và vừa có thể cho ảnh ảo, đúng không? Nhưng trong trường hợp này bạn nhớ này, đây là ảnh ngược chiều.
thì bạn phải suy ra là ảnh thật, ảnh thật, ảnh ngược chiều phải là ảnh thật. Và ảnh thật người ta cho bạn biết là a phẩy b phẩy bằng ab, thì đây chỉ có một trường hợp duy nhất là khi nào, các bạn nhớ là khi nào đây, a phẩy b phẩy bằng ab thì sẽ chỉ có duy nhất một trường hợp là khi ảnh, khi vật ấy sẽ đặt ở vị trí cách thấu kính một đoạn gấp 2 lần tiêu cự. Tức là trong trường hợp này thằng D sẽ bằng 2F. Nhớ nhá, đây là một trường hợp đặc biệt. Đây là một trường hợp đặc biệt, đúng không các bạn? D bằng 2F. Đó, D bằng 2F. Đúng chưa? Còn nếu, nghe nhá, còn nếu trường hợp thấu kính hội tụ mà vật đặt trong khoảng từ O đến F, từ O đến F, tức là sẽ có một trường hợp đặc biệt này là D nhỏ hơn F, D nhỏ hơn F, thì chắc chắn trường hợp này sẽ cho ảnh ảo, ảnh ảo. Cho ảnh ảo. Đúng không? Nhưng bài toán này đây người nào thêm nữa đúng không? Thì câu này đáp án nó là D, ok chưa? Là D. Đó, câu này là D. Câu tiếp theo là câu 9. Câu tiếp theo là câu 9. Câu 9, ô câu 9 này đáp án lúc cái photo bị nhảy này. Nhảy A B C D này. Đó, thôi không sao, nó chỉ nhảy đáp án thôi đúng không? Đề bài vẫn có. Chưa? Đó, câu 9. Câu 9 cũng là một câu ăn điểm thôi đúng không? Một tia sáng đơn sắc từ không khí và một chất lỏng trong suốt dưới góc tới, dưới góc tới, dưới góc tới là bằng 60 độ. Nào, dưới góc tới, cái này bạn, dưới góc tới bằng 60 độ nhá. Cái này nó đang bị nhảy câu đấy, photo nhảy câu mất, được chưa? Dưới góc tới là 60 độ. Góc tới là 60 độ. Được chưa? Và người ta yêu cầu các bạn là tính góc giới hạn phản xạ toàn góc tới là 60 độ này. Góc tới là 60 độ này thì góc khúc xạ ở trong trường hợp này là 30 độ nhá. Đó. Và bài toán này yêu cầu bạn tính, đây đọc lại đề bài các bạn xem nhá. Cái này bị nhảy tí không sao này. Các bạn nhìn vào tờ đề anh đã đưa cho bạn đúng không? Là khi chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí và một chất lỏng trong suốt dưới góc tới là 60 độ, tức là bài toán cho bạn y là 60 độ. 60 độ. Thì bây giờ góc khúc xạ R là 30 độ, 30 độ. Đúng không? Và người ta yêu cầu các bạn là khi chiếu tia sáng từ chất lỏng ra ngoài không khí thì góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa hai môi trường là bao nhiêu? Tức là đề bài yêu cầu các bạn là tính y giới hạn. Y hạn bằng hỏi chấm. Nó bị nhảy này, bạn nhìn này. Đúng không? Thì đây đầu tiên nhớ này. Đầu tiên là ánh sáng chiếu từ ngoài không khí, đúng không? Không khí ta viết luôn 1 nhân với góc tới là 60. Bây giờ vào môi trường chất lỏng với góc khúc xạ là 30, vậy là có là n nhân sin 30. Và đây bạn lại tìm ra ngay được chiết xuất của môi trường chất lỏng. Trong trường hợp này sẽ là bằng sin 60 bạn chia sin 30, chia sin 30, đúng không? Thì bạn lại có là căn 3. Vậy chiết xuất của môi trường chất lỏng bây giờ nó sẽ là căn 3, nó sẽ là căn 3. Ok chưa? Sẽ là căn 3. Đó, sẽ là căn 3. Vậy đến đây bạn lưu ý này, đến đây bạn làm nào? Bây giờ rõ ràng bây giờ người ta hỏi các bạn là khi đi từ môi trường chất lỏng ra ngoài không khí thì góc giới hạn phản xạ toàn phần là bao nhiêu đúng không? Thì chúng bạn sẽ có ngay là sin y giới hạn. Sin y giới hạn bằng n nhỏ nhỏ chia cho n lớn. Nhỏ ở đây chỉ là không khí là 1, lớn ở đây là chiết xuất của chất lỏng là căn 3. Căn 3. Và đây bạn tìm ra ngay y giới hạn khi bạn bấm máy tính ấy thì sẽ ra là 35, 35. Đó, bạn sẽ tính ra là đầu tiên là shift sin của 1 trên căn 3. Thì bạn sẽ tính ra là 35,26 độ. Còn nếu bạn đổi ra phẩy ở đây, bạn ấn này đúng không? Bạn này muốn đổi ra phẩy thì ấn cái chỗ này. Chỗ này là chức năng để đổi ra phẩy này. Vừa độ, đây. Thì là 36 độ 15, 15. Đấy, 36 độ 15 phẩy. Ok chưa? Đó, thì cái này các bạn có là 35 độ 15 phút. Đúng không? Thì câu này đáp án nó sẽ là D các bạn nha. Câu 9 đáp án là D. Câu 9 đáp án sẽ là D. Ok chưa? Câu 9 xong nhá. Nào, tiếp tục câu 10. Câu 10 là các bạn nào? Câu 10. Vật AB bằng 2 cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Được chưa? Và cách thấu kính là 40 cm. Thì 40 ở đây là D bằng 40 cm. Và tiêu cự để bà cho là 20 cm thì F chỗ này bằng 20 cm. Và người ta bảo là qua thấu kính cho ảnh A phẩy B phẩy là ảnh gì? Được chưa? Là ảnh gì? Vậy bạn phải tính cho anh ngay là D phẩy đi. D phẩy được tính bằng D nhân F chia D trừ F, đúng không? Thì rõ ràng D là 40, F là 20. D 40 trừ 20. Và bạn tính ra cái này nó D phẩy là 40 cm. Nó dương lớn hơn không thì chắc chắn nó là ảnh thật, đúng không? Vậy loại A và loại B đi. Vậy còn hai đáp án C và D thì chúng ta sẽ phải loại trừ bằng cái độ cao. Độ cao, đúng không? Các bạn nhớ độ lớn của K bằng A phẩy B phẩy chia AB, đúng không?
Độ lớn của K là bằng D, độ lớn của K là bằng độ lớn của D phẩy chia D. Mà D phẩy là 40, D phẩy bằng 40. D cũng bằng bao nhiêu đây? D phẩy 40. Mà D trong trường hợp này cũng là bằng 40. Vậy 40 chia 40 là 1. Là 1. Đúng không? 40 chia 40 là 1. Và từ đây bạn sẽ tìm ra ngay được A phẩy B phẩy. Nó chính bằng AB và bằng 2 cm. 2 cm. Ok chưa? Thì đáp án câu này là ảnh thật và cao 2 cm, đáp án C. Đáp án là C. Đó là câu 10, được chưa các bạn? Nào, câu tiếp theo là câu 11. Câu tiếp theo là câu 11. Nào, câu 11 các bạn chọn đáp án gì đây? Câu 11. Câu 11 nhá. Câu 11 này. Nào các bạn đọc đáp án câu 11 cho anh xem nào. Câu 11 đáp án gì nào các bạn ơi? Đáp án gì nào? Một khung dây có diện tích là 5 cm vuông, gồm 50 vòng, đặt khung dây trong một từ trường đều có cảm ứng từ là B và quay khung dây theo mọi hướng. Từ thông qua khung dây có giá trị cực đại là 5 × 3 V/B. Yêu cầu tính cảm ứng từ B, đúng không? Thì bạn lưu ý, từ thông được tính bằng N nhân B nhân S và nhân cos alpha. Cos alpha. Thì rõ ràng trong trường hợp này, bài toán là cho các bạn thay đổi cos alpha, đúng không? Thì bạn lưu ý này, từ thông thay đổi do cos alpha thay đổi. Vậy rõ ràng từ thông lớn nhất khi nào? Khi và chỉ khi cái cos alpha này cũng phải lớn nhất. Mà cos alpha lớn nhất bằng 1. Bằng 1. Ok chưa? Cos alpha lớn nhất bằng 1. Đó, vậy đây các bạn suy ra ngay. Từ thông lớn nhất. Đề bài cho các bạn rồi là 5 × 10√3. Bài tập này không đề cập có bao đây có 5 vòng dây này đúng không? Thì lại n bằng 50 nhân b. Và nhớ cái s này đơn vị là cm vuông, mà đổi ra mét vuông là × 4. Còn cos alpha bằng 1 rồi. Đúng không? Bằng 1. Đó, từ đó bạn tìm ra B ngay. Bạn cầm máy tính lên bạn tìm ra B ngay. Thì trong trường này bạn tìm ra B nó sẽ là 0,2 tesla. 0,2 tesla. Đúng không? Thì câu 11 đáp án nó sẽ là A, 0,2 tesla. Đúng không? Câu tiếp theo là câu 12. Câu tiếp theo là câu 12 này. Nào, câu 12 các bạn chọn đáp án gì nào? Comment đi. Câu 12 này. Câu 12 nhá, đọc qua đề 12 này. Một cái máng sâu 30 cm, rộng 40 cm, có hai thành bên thẳng đứng. Lúc máng cạn nước thì bóng dâm của thành A kéo đến đáy của thành đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao là H thì bóng của thành A giảm 14 cm so với lúc trước. Chiết xuất của nước là 4/3 và đề bài yêu cầu đi tính độ cao của mực nước là H, đúng không? Vậy câu này bạn giải quyết vấn đề như thế nào? Câu này bạn giải quyết vấn đề nó như thế nào? Thì bạn nhìn vào đây. Nhìn vào đây nhá, thì câu này bạn giải quyết nào đây? Bạn sẽ vẽ cái máng cho anh đây, bạn vẽ ra. Đúng không? Vẽ ra. Rõ ràng tại đây, đây là một cái máng này. Đúng không ạ? Rõ ràng khi máng này không có nước thì rõ ràng là trong cái máng này chiết xuất là không khí. Vậy ánh sáng đi từ không khí vào không khí chắc chắn nó không xảy ra hiện tượng khúc xạ. Thì rõ ràng cái bóng ấy nó thẳng đáy đây thành A này, nó chiếu thẳng xuống dưới này luôn. Đó, được không? Chiếu thẳng xuống luôn. Được chưa? Kiệu này đây là thành A này, A này. Được chưa? Và giờ bạn đổ nước vào đây, Bạn đổ nước vào, đúng không? Thì bạn nhớ này, khi bạn đổ nước vào thì rõ ràng ở dưới là môi trường nước, ở bên trên là môi trường không khí. Thì khi ánh sáng chiếu xuyên từ môi trường này sang môi trường khác thì sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ. Khúc xạ là hiện tượng tia sáng gãy khúc. Đó, gãy này. Đúng không? Được chưa các bạn? Và rõ ràng là đầu tiên thì bóng của thành A được tự đoạn từ đây đến đây, từ đây đến đây. Còn bây giờ khi đổ nước vào thì bóng thành A đoạn từ đây đến đây. Đó, đoạn này. Đúng không ạ? Vậy ta làm là gọi điểm nhá. A này, B này, C này. Anh gọi là điểm D này, điểm này điểm E này, điểm này điểm G này, à điểm này điểm I này. Đúng không? Và điểm đây là điểm G. Điểm G. Đúng không? Anh ký hiệu góc. Góc này là góc tờ I này. Góc này góc tờ I. Còn góc này là góc khúc xạ R. Khúc xạ R. Đúng không? Và bây giờ ta cho bạn biết điều gì nào? Một cái máng sâu 3 cm, rõ ràng là ta cho bạn biết AC, đúng không? AC là bằng 30 cm. Đó, nhớ bạn nhá. AC này, AC đề bài cho bạn biết là bằng 30 cm. Máng rộng tức là CE người ta cho bạn biết là 40 cm.
đúng không? Và rõ ràng người ta bảo là bóng khi đổ nước vào thì bóng của thành A giảm đi 14 cm. Đầu tiên nhớ bóng thành A là CE, đổ nước vào thì bóng là CD. Vậy cái giảm bóng đi chính là đoạn DE, đúng không? Vậy rõ ràng đoạn DE ở đây người ta cho bạn là bằng 14 cm, 14 cm, đúng không? Thì bây giờ bạn làm nào đây? Bạn sẽ giải quyết bài toán này nó như thế nào? Thì bạn lưu ý này. Đến đây anh sẽ có sau tang R, tang R, tang R, đúng không? Nhìn cái tang R, R góc xạ này, nhìn nhá, đây góc này. Tang R bằng đối, đối là GD, đối là GD. Chia cho kề, kề là đoạn từ đây đến đây. Mà đoạn này nó chính là độ sâu của mực nước đổ vào, kiểu là H, đúng không? Vậy kề đây là chia H, chia H, đúng không? Tiếp tục, anh có tiếp tang Y, tang Y. Thì bạn nhìn này, cái góc Y góc nào, tập trung tí xíu nhá. Đây là cả góc này là góc Y, đúng không? Thì ở dưới này, bên dưới này này, thì cả cái góc này là góc Y. Đây, cả góc này là góc Y, hiểu không? Ví dụ rằng tính chất đối đỉnh này, nhìn vào đây tí xíu nhá. Góc ở đây là góc Y, thì bên dưới này đây chính là góc Y, góc Y, đúng không? Thì anh có ngay tang Y bằng đối là GE, GE chia cho kề cũng chính là EZ, EZ nó là H, là H. Vậy đến đây anh sẽ lấy là tang Y, anh lấy tang Y trừ tang R, tang R. Thì rõ ràng nhìn này, tang Y trừ tang R chính là bằng GD, GE, GE trừ đi GD, và tất cả cái này chia H, chia H. Đó, đúng không? Thì bạn nhìn này, GE, GE trừ GD chính là ra đoạn DE. Mà đoạn DE chúng ta vừa phân tích là 14, vậy cái này sẽ bằng 14 chia cho H. Ok chưa? Hay không? 14 chia H. Đó. Vậy đến đây để có thể tìm H thì bạn cần, thứ nhất bạn cần đi tìm tang Y và bạn cần đi tìm tang R, đúng không? Tang Y và bạn cần đi tìm tang R, tang R. Bạn cần đi tìm tang Y và bạn cần đi tìm tang R. Đây, lấy thêm từ nháp nữa nhá. Hết chỗ rồi. Rồi. Rồi, chúng ta giải quyết vấn đề tang Y và tang R thế nào. Nhìn này. Nhìn nhá. Bạn nhìn này, ở đây là góc Y đúng không? Thì bên này cũng sẽ là góc Y. Góc Y đây. Đúng không? Thì anh có ngay tang Y đầu tiên này, anh có tang Y bằng, ta sẽ tam giác ACE, tang Y bằng đối là CE, CE chia cho kề là AC, đúng không? CE của chúng ta là 40, AC của chúng ta là 30, vậy tang Y là 4/3. Xong tang Y. Ok chưa? Còn muốn tính tang R thì chúng ta cần phải dùng định luật khúc xạ, đúng không? Thì có ánh sáng này đi từ môi trường không khí là 1 nhân sin Y. Vào môi trường nước chiết xuất là 4/3, 4/3. Đúng chưa? Các bạn nhân sin R, nhân sin R. Đúng không? Thì từ đó các bạn sẽ tìm ra ngay, nhớ này, cái này nó hơi lẻ một tí nhá, hơi lẻ một tí thì bạn làm ơn bấm liền tay luôn cho anh, đúng chưa? Bạn suy ra sin R bao nhiêu? Có sin R bạn suy ra R, có R bạn sẽ tìm ra tang R nào. Các bạn nhìn anh xử lý bằng máy tính luôn này, cho nó nhanh nhá, nhìn này. Đây, bạn nhìn và xử lý máy tính này. Đầu tiên bạn có này, đây. Bạn có tang Y đúng không? Ấn shift tang này, shift tang của 4/3. Đúng chưa? Để bạn tìm ra góc Y lẻ kệ nó, sau đó bạn ấn sin Y này, sin Y tức là sin A này. Đúng chưa? Thì bạn có sin Y là 4/3, bạn 4/5, bạn chia cho chiết xuất của nước là 4/3. Thì bạn sẽ ra ngay được thằng sin R, sin R là 3/5, đúng không? Sin R bằng 3/5, bạn ấn shift sin của R. Thì bạn ra góc R, R lẻ kệ nó. Sau khi có góc R rồi bạn ấn tang của R là ra tang, đó là 3/4. Thì tang R rất đẹp luôn, trong trường này là 3/4. Ok chưa? Thì trong lúc này tang R của chúng ta là 3/4. 3/4. Đấy, thay một cái ngay này, đúng không? Ta suy ta ngay này. Tang Y là 4/3. Tang R trừ đi tang R, trừ đi tang R là 3/4. Thì bằng 14 chia cho H. 14 chia H. Từ đây các bạn sẽ tìm ra H ngay. H bao nhiêu nào? Bạn tìm ra H luôn nhá. Lấy 4/3, bạn trừ đi 3/4. 14 chia H. Thì bạn sẽ ra là H là 24 cm. 24 cm, ok không? 24 cm. Đáp án câu này là đáp án C. 24 cm, đáp án C nhá các bạn ơi, ok không? Đó, câu 13 xong. Câu tiếp theo là câu 12 đáp án C này. Câu tiếp theo là câu 13. Đó, câu 13. Câu 13 các bạn chọn đáp án gì nào? Câu 13 nhá. Nào, đáp án của các bạn là gì đây? Là gì nào? Một khung dây tròn có đường kính là 20 cm, điện trở là 0,1 ohm, được đặt ở trong một từ trường đều có vector cảm một từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, độ lớn cảm một từ tăng đều từ 0,2 tesla đến 0,5 tesla trong khoảng thời gian là 0,314 giây.
Và người ta hỏi các bạn là trong khoảng thời gian và từ trường biến đổi này thì cường độ dòng điện trong khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu, đúng không? Vậy cái này nó sẽ liên quan tới cái hiện tượng cảm ứng điện tử đó, đúng không? Vì thay đổi về từ thông, sự thay đổi về từ thông nào. Vậy ở đây bạn sẽ giải quyết vấn đề như nào cho anh? Bạn nhớ này, bạn nhớ vấn đề nhá. Độ lớn của EC bằng delta phi bạn chia delta t, nếu bạn xét về độ lớn, đúng không? Mà bài toán này thay đổi từ thông là do thằng từ trường thay đổi. Vậy bạn sẽ nhóm những cái không đổi ra, ví dụ như quận N này. Bạn nhớ này, thằng từ thông được tính bằng gì đây? Đây này còn này, NBS cos alpha. Vậy bài toán này là thay đổi B, vậy những cái không đổi như N này, như S, như cos alpha bạn nhóm hết ra ngoài, đúng không? Vậy này, N nhân S nhân cos alpha và nhân với cái thay đổi là delta B bạn chia delta T. Được chưa? Đây là B bạn chia delta T. Đó, sau đây bạn sẽ thay số vào này. Người ta không đề cập tới N thì bạn cho N bằng 1. Ok chưa? Cái diện tích này nhớ này, cái này là một khung dây tròn thì diện tích ở đây là diện tích tròn là pi nhân R bình phương. Đúng không? Những bài toán không chọn bán kính mà chọn đường kính, họ thay vào là pi. Đường kính thì rõ ràng bán kính là D chia 2 thì đây là D bình chia 4. D bình chia 4. Đúng không? Bạn nhìn này, lưu ý này. Ở đây thằng thời gian người ta cho bạn là 0,314 giây thì để cho kết quả nó đẹp ấy, để cho kết quả đẹp ấy thì bạn làm ơn bạn lấy cho anh. Bạn nhớ này, cái thằng pi của bạn ấy thì nó sẽ là 3,14 đúng không? Xấp xỉ 3,14. Đó, bạn nhớ vào, để cho kết quả đẹp ấy thì bạn sẽ lấy pi bằng 3,14. Ok không? Hiểu không? Hiểu vấn đề không? Ta làm nào luôn nhá. Pi này ta thay luôn là 3,14 này. Đúng không? D bình, bạn nhớ D là 20 cm, bạn lấy là 0,2 bình phương. Bạn chia là 4. Và trong bài cốt là gì? Bạn nhớ này. Vectơ cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng khung dây. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây thì rõ ràng trong trường hợp này góc ở đây, góc cái alpha, bạn nhớ này. Cái alpha ở đây là gì? Cái alpha ở đây là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến và vectơ cảm từ. Tự nhiên này, cái đường này thể hiện là vectơ mặt phẳng khung dây. Và trong trường hợp này pháp tuyến thì rõ ràng luôn vuông góc khung dây. Đây pháp tuyến đây. Và trong trường hợp này người ta cho các bạn là vectơ cảm từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, tức là đây, vectơ cảm từ nằm ở đây, nằm ở đây luôn. Đúng không? Trong trường hợp này góc là 0, cốt 0. Đó, nhân cốt của 0 luôn. Cốt 0 độ. Nhân tiếp này, nhân tiếp đúng không? Bây giờ rõ ràng từ trường này, cảm ứng từ này nó thay đổi từ 0,5 đến 0,2 đến 0,5 đúng không? Vậy ta có nhân 0,5 trừ 0,2 đúng không? Chia cho khoảng thời gian nó chính là 0,314. Đó, bạn bấm này chắc chắn đẹp luôn. Thì đây bạn đã tìm ra ngay được độ lớn của EC khi đó là 0,03V. Thì đến đây bạn tìm dòng điện như nào? Bạn tìm ra I ở trong trường này sẽ bằng EC bạn chia cho R. R đúng không? EC là 0,03, R là 0,11. Bạn tìm ra cái này sẽ là 0,3A. Đáp án là D. Đáp án là D. Được không nhỉ? Đáp án sẽ là D. Đó, được không? Đó là câu 13. Đúng không? Câu 13. Câu 13 đáp án là D. Tiếp tục là câu 14 này các bạn ơi. Câu 14 này. Nào, các bạn đọc câu 14 nhá. Câu 14 bắt đầu đáp án là gì đây? Câu 14. Nào, các bạn cùng đọc đề bài câu 14 nhá. 14 các bạn chọn đáp án gì nào các bạn ơi? Câu 14 các bạn chọn đáp án gì nào? Nào, ở câu 14, đáp án của chúng ta là gì đây? Câu 4 nhá. Một tia sáng truyền từ môi trường có chiết xuất là căn 6 đến gặp mặt phân cách với môi trường chiết xuất là căn 2 dưới góc tới là y. Khi đi qua mặt phân cách, tia sáng bị lệch so với phương ban đầu một góc đúng bằng y, và đề bài yêu cầu bạn tính y, đúng không? Tính y. Đây bạn nhìn này. Đây là mặt phân cách đúng không? Chờ. Và ánh sáng được chiếu từ môi trường chiết xuất là căn 6 này. Và ra môi trường có chiết xuất là căn 2. Đúng chưa? Ra môi trường chiết xuất căn 2. Đây góc tới này. Đây góc tới đây. Đúng không? Và đây là phương tia tới bạn kéo dài ra. Đúng chưa? Vậy quan trọng nhất là trong trường này bạn phải vẽ cái tia khúc xạ nó như thế nào và góc khúc xạ nó như thế nào so góc tới mới chuẩn xác. Bạn lưu ý này. Bạn nhìn nhá. Bạn có này, căn 6 bạn nhân sin y
thì bằng gì nhỉ? Bằng gì đấy? Căn 2 nhân sin r. Và lưu ý này, căn 6 lớn hơn căn 2 thì để cho cái này bằng nhau thì bắt buộc thằng sin r phải lớn hơn sin y. Nói lại nữa này, căn 6 lớn hơn căn 2, căn 6 lớn hơn căn 2, đúng không? Để cho cái này bằng nhau rõ ràng là sin y nó phải nhỏ sin r, đúng không? Nhỏ sin r. Không, bạn lập tỉ số này, sin r chia sin y bằng căn 6 chia căn 2, đúng không? Căn 6 lớn 2 đây, sin r này. Bạn chia sin y bằng căn 6 bạn chia căn 2. Thì rõ ràng cái tỉ số này lớn hơn 1. Thì bạn suy ra là sin r lớn hơn sin y, mà bạn suy ra ngay là góc r trong này phải lớn hơn góc y. Đúng không? Đây, góc r đây. Đó, đây đúng chưa? Thì bạn nhìn này, người ta cho bạn biết tiếp một vấn đề như sau. Người ta cho bạn là khi đi qua mặt phân cách thì tia sáng bị lệch soi phương ban đầu một góc đúng bằng y. Nhớ này, đây là phương ban đầu này, đúng không? Đây, nhìn cái đường này, đây này, đường này, kéo dài lên phương ban đầu này. Và khi đi qua mặt phân cách thì rõ ràng đây là tia sáng này, thì góc lệch đây chính là góc lệch. Và góc này này người ta cho bạn là bằng y. Đúng chưa? Bạn nhìn tiếp, bạn nhìn cái đường này, góc ở trong này, góc ở đây cũng bằng y. Đúng không? Vì thứ nhất đối đỉnh này, đây, góc này với góc này bằng nhau mà, vì thứ nhất đối đỉnh mà. Đúng không? Vậy bạn sẽ có ngay một vấn đề rất quan trọng xảy ra là R hiệu này bằng R, đây là cả góc tọa đùng này, đây. Đây là góc R đây này, nhìn đây nhá, đây chính là góc R này. Đúng không các bạn? Đây là R này. Đó, góc này góc R. Đây, góc R đây. Đây là góc R. Đúng không các bạn? Thế ra trong trường hợp này R bằng y cộng y bằng 2y. Ok chưa? Bằng 2y. Vậy đến đây bạn tìm y rất đơn giản thôi, không có gì khó cả. Bạn suy ra này. Căn 6 bạn nhân sin y bằng căn 2 bạn nhân sin r, bạn thay sin r bằng 2y. Và đến đây máy tính ơi, dùng chúng ta nốt đúng không? Đến đây chỉ dùng máy tính ấn nốt thôi. Đó, và bạn ấn máy tính cái thì ra góc luôn, đúng không? Bạn cầm máy tính lên ấn luôn. Đó, đến đây thì bạn chỉ cầm máy tính lên ấn luôn thôi. Căn 6 nhân sin y bằng căn 2 nhân sin 2y, thử cái nhá, xem nó ra nhanh không. Đấy, căn 6 nhân sin y đặt là y là x, đúng không? Bằng này. Căn 2 các bạn nhân sin của 2y. Sin của 2y tức là 2x đúng không? Đến đây bạn nhìn này, mò đáp án phải mò gần nhất nhá. Và đáp án nhỏ nhất ở đây là 15, đúng không? Ấn shift sin, à shift sâu 15. Một góc không này, kệ nó nhá, ấn shift sin nữa này. Mò tiếp 45. Ra ngay 30, ok chưa? 30. Đó, đúng không? Thì trong trường này góc y sẽ bằng 30. Đáp án câu này là đáp án A. Đáp án A. Câu 14 đáp án là A. Được chưa các bạn? Câu tiếp theo là câu 15. Câu tiếp theo là câu 15. Nào, câu 15 đáp án là gì các bạn ơi? Câu 15. Đọc câu 15 nhá. Đọc câu 15 này. Qua một thấu kính ảnh thật. Qua một cái ảnh thật của vật cao hơn vật 2 lần và cách vật là 36 cm. Vậy đã gọi là ảnh thật thì không thể nào là phân kỳ được, đúng không? Vậy câu này đáp án C loại, đáp án D loại. Vậy còn hai đáp án A và B nó khác nhau về phần tiêu cự, đúng không? Vậy để bài chọn biết này. Ảnh cao gấp 2 lần vật, tức là độ lớn của K trong trường này bằng A'B'. Các bạn chia B. Và trong trường này bạn tìm cái độ lớn của K này bằng 2. Nhưng ở đây vì ảnh thật bạn phải suy ra K bằng trừ 2. K bằng trừ 2. Được chưa? Và người ta cho bạn biết tiếp một dữ kiện như sau. Người ta cho bạn biết tiếp một dữ kiện như sau. Và bây giờ ảnh cách vật là 36 cm. Tức là người ta cho bạn nhớ này. Khoảng cách giữa vật và ảnh ký hiệu là L, và L bằng độ lớn của D cộng D'. Đúng không? Và đây bạn hãy suy ra D cộng D' bằng cộng trừ L. Bạn nhớ này, anh nói ôn lại luôn cho bạn. Bạn nhớ D cộng D' bằng dương L có hai trường hợp xảy ra. Trường đầu tiên là thấu kính hội tụ cho ảnh thật và thấu kính phân kỳ. Nhớ này, D cộng D' bằng dương L sẽ xảy ra hai tình huống là thấu kính hội tụ cho ảnh thật và thấu kính phân kỳ. Còn D cộng D' bằng trừ L xảy ra duy nhất một trường hợp là thấu kính hội tụ cho ảnh ảo. Đúng không? Và trong trường này là ảnh thật rồi thì ta có D cộng D' bằng dương L. Đúng không? Và bằng bao nhiêu đây? 36. Vậy đây là giải quyết như nào? Giải quyết nào này? Nhìn lại, D được tính bằng F nhân mở ngoặc 1 trừ 1 trên K. D' được tính bằng F nhân mở ngoặc 1 trừ K. Đúng không? Và bạn có ngay F, bạn thay vào này, F này, nhân này, 1 trừ đi 1 trên K, tức là 1 trừ đi 1 phần 2. Trừ đi 1 phần 2, ok không?
cộng với f nhân với mở ngoặc 1 trừ đi k trừ đi trừ 2 là cộng 2. Và cái này nó bằng 36, 36 cm, đúng chưa? Bạn cầm máy tính lên, bạn cho anh xin f bao nhiêu nào? Cầm máy tính lên luôn nhá, bạn cho anh xin f bao nhiêu luôn? Nào, cho điều này là tiêu cự bao nhiêu luôn, f bao nhiêu luôn? Thì khi bạn cầm máy tính lên mà giải quyết vấn đề ấy, thì bạn tìm ra ngay f cho trường này bằng 8 cm, 8 cm, 8 cm, đúng chưa? Thì câu này đáp án nó sẽ là A, 8 cm. Câu 16 đáp án, câu 15 đáp án là A, được chưa các bạn? Câu tiếp theo là câu 16, câu 16. Câu 16 đáp án là gì đây? Câu 16. Nào, chúng ta đọc câu 16 nhá. Đọc câu 16 sẽ đáp án là gì nào? Câu 16 nhé, đọc qua đề bài này. Chiếu một chùm sáng hẹp song song từ một môi trường chiết xuất là N tới mặt phân cách với không khí. Khi góc tới là 30 độ, thì góc khúc xạ là 45 độ. Nếu tăng góc tới bằng 60 độ thì, đúng không? Thì, nào vậy bài toán này bạn giải quyết vấn đề như nào? Nào, chiếu một chùm sáng song song từ môi trường chiết xuất N tới mặt phân cách với không khí, đúng không? Vậy, môi trường tới là môi trường có chiết xuất N. Và góc tới trong này người ta cho bạn rất rõ là góc 30 độ. Và môi trường khúc xạ là môi trường không khí chiết xuất là 1. Và góc khúc xạ đây là góc 45. Góc 45. Đúng không? Và từ đấy bạn tìm ra ngay là chiết xuất N cho anh luôn. Chiết xuất N, đúng không? Và bạn tìm ra trong hợp này N là căn 2. Căn 2. Đó, và bây giờ ta bảo là nếu tăng góc tới bằng, bây giờ nếu tăng góc tới lên bằng, đây, góc tới Y trong này bằng 60 độ. Bạn lưu ý này, ánh sáng đang chiếu từ một môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang hơn, đúng không? Thì nó có thể xảy ra, có thể nhá, chứ không phải chắc chắn, có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Vậy cái điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần là ánh sáng chiếu từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang thì thỏa mãn rồi, đúng không? Vậy đến đây bạn cần phải tìm nhanh cho anh y giới hạn bằng bao nhiêu đã, đúng không? Thì bạn nhìn này, bạn có ngay sin y giới hạn, sin y giới hạn bằng n nhỏ, nhỏ đây là không khí, lớn ở đây là môi trường này là căn 2. Thì bạn có ngay sin y giới hạn là 1 trên căn 2, bạn tìm ra ngay được góc y giới hạn. Và góc y giới hạn cho trường này bạn ấn shift sin đi, đúng không? Thì nó sẽ xấp xỉ, nó sẽ là 45 luôn. Cho 45 hay là xấp xỉ nhỉ? Để bấm lại cái. 45 độ, ok chưa? Thì góc tới trong trường này là 60, nó đang lớn hơn y giới hạn. Thì chắc chắn xảy ra phản xạ toàn phần rồi. Xảy ra phản xạ toàn phần. Mà đã có phản xạ phần rồi thì không thể nào có tia phản xạ được, đúng không? Thì đáp án câu này là đáp án D, ok không? Đáp án D. 16D, được chưa các bạn? Câu tiếp theo là câu 17. Câu 17. Câu 17. Câu 17 đáp án gì nào các bạn ơi? Câu 17 nào. Câu 17 nhá. Đáp án gì các bạn nhỉ? Câu 17 đáp án là gì đây? Đáp án gì các bạn ơi? Một người đeo kính có độ tụ là 2 diop thì đeo kính sát mắt này, đeo kính sát mắt độ 2 diop sát mắt thì có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 10 cm và 35 cm. Và yêu cầu là khoảng nhìn rõ của mắt người đó khi không đeo kính. Khoảng nhìn rõ của mắt người đó khi không đeo kính tức là đề bài yêu cầu tính OCC và OCV. Đúng không? Khoảng nhìn rõ của mắt người đó khi không đeo kính tức là đề bài yêu cầu tính OCC và OCV, đúng không? Vậy đây bạn giải quyết bài toán này như nào? Bạn giải quyết bài toán này như nào? Bạn lưu ý này. Thứ nhất là vì cái kính của các bạn đeo sát mắt. Cái kính của các bạn đeo sát mắt, đúng không? Tức là L bằng 0. Rõ ràng L bằng 0 thì khoảng cách từ vật đến mắt chính là bằng khoảng cách từ vật đến kính. Nhắc lại nhá. Kính đeo sát mắt thì khoảng cách từ vật đến kính với khoảng cách từ vật đến mắt là bằng nhau, đúng không? Rõ ràng trong này d min của chúng ta bằng ngay 10 cm. Và d max của chúng ta trong trường này bằng 35 cm, 35 cm, đúng chưa? Anh đã dạy các bạn cách gỡ bài toán này rồi, đúng không? D min d max rồi, đúng không? Các bạn lưu ý này, d d kính ấy, trong này d kính này, đúng không? Bằng 1 trên d min thì ở đây phải là cộng với 1 chia cho l trừ occ. Còn nếu bạn tính d max là 1 trên d max, d max thì đây phải cộng với 1 chia cho l trừ occ, trừ occ.
đúng không? Nếu bạn có hết rồi mà hết bảo ra ngay, đúng không? Nhớ đổi đơn vị nhá, một chia cho demin là 0,1 cộng với kính nhau sát mắt thì l bằng 0, vậy 0 trừ occ, đây là trừ occ, đúng không? Bằng tiếp 1 trên d max là 0,35, 0,35 cộng với 1 0 trừ đi ocv thì là 1 trên trừ ocv. OCV. Và độ tụ của ta cho các bạn trong trường này nó bằng bằng 2 đi ốp. Bằng 2 đi ốp. Và đây rõ ràng bạn cầm máy tính lên bấm ngay là ra ngay, đúng không? Toàn số thôi mà. Đây bạn cầm máy tính lên bạn bấm thì nó ra toàn số thôi, đúng không? Thì ở đây nếu bạn xử lý chuẩn ấy thì OCC của bạn sẽ tính ra là 12,5 cm. Còn OCV của bạn sẽ tính ra nó là 350/3 cm. cm. Mà 350/3 cm thì sắp xỉ là 116,7 cm, 116,7 cm. Đúng không? Thì câu 17 này đáp án của bạn sẽ là đáp án D. Toàn D. Từ 12,5 cm đến 116,7 cm, 116,7 cm. Đó là câu 17, đúng chưa? Câu tiếp theo là câu 18. Câu tiếp theo là câu 18. Câu 18. Nào, câu 18 đáp án của bạn là gì nào? Nào, câu 18, đọc qua đề bài câu 18 nhá. Câu 18 này. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10 cm và cách thấu kính một khoảng là 12 cm, đúng không? Độ phóng đại của ảnh nhận giá trị nào sau đây? Tức là ở tính K đúng không? Thì rõ ràng ta có ngay K bằng gì các bạn nhỉ? Bằng trừ F chia cho D trừ F. D trừ F. K bằng trừ F chia cho D trừ F. Đúng không? F có rồi là trừ 10. D có rồi là 12, trừ DF là 10. Và cái này bạn tính ra cái này sẽ là trừ 5. Cao bằng trừ 5. Ảnh cao gấp 5 lần vật. Thì đáp án câu 18 là D. Câu 18 là D. Chưa? Câu 18 đáp án sẽ là D. Được chưa các bạn? Câu 18 là D. Nào, câu 20. Câu 20. Câu 20 nó liên quan đến vấn đề gì đây các bạn ơi? Câu 20 nào? Câu 20 chúng ta chọn đáp án gì các bạn ơi? Câu 20 nhá. Nào, câu 20. Câu xin lỗi, câu 19 nào. Câu 19 chọn đoán gì đó? Các bạn comment đi xem nào. Câu 19 nhá. Câu 19. Một dây dẫn thẳng dài, một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa đầu uốn thành một hình tròn có bán kính là 1,5 cm như hình vẽ. Vòng tròn là phần dây cùng nằm trong vòng phẳng. Đúng chưa? Và cho dòng điện I bằng 3A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại tâm dòng điện, đúng không? Tính cảm ứng từ tại tâm dòng điện. Rất nhiều bạn đây làm thiếu liên hợp này. Tại tâm đây, đây tại tâm, đúng không? Thì chúng ta cùng phân tích một tí xíu này. Tại tâm dòng điện thì nó có mấy từ trường bạn nhớ này, tại tâm dòng điện. Tại tâm dòng điện trong năm này sẽ có mấy từ trường? Nhớ này, sẽ có hai vector cảm ứng từ. Có hai vector cảm từ. Vector đầu tiên là vector cảm từ do dòng điện thẳng này, đây này. Cái dòng điện này là dòng điện thẳng dài tạo ra này. Đúng không? Đó, dòng nếu là cái dòng nằm ngang này. Cái dòng nằm ngang này nó là dòng điện thẳng dài, đúng không? Vậy sẽ có một vector cảm từ do dòng điện thẳng dài gây ra. Nhớ này. Dòng điện thẳng dài. Dòng điện thẳng dài gây ra. Nào, có nhớ từ trường của dòng điện thẳng dài gây ra không? Anh hiệu là B1 này được tính bằng gì đây? 2 nhân 10 ngũ trừ 7 nhân I chia cho R. Chia R. Đúng không? Và một cái từ trường nữa là do dòng điện tròn gây ra. Dòng điện tròn gây ra. Nào, có nhớ dòng điện tròn tính nào không? B2 bằng 2pi nhân, cái này có một vòng dây nha, nhân ngũ trừ 7 và nhân I bạn chia cho R. Thì đây bạn cần phải xác định xem cho anh thằng B1, B2 này nó cùng chiều hay ngược chiều bằng cách sử dụng phương pháp bàn tay phải, đúng không? Bàn tay phải. Nào, được, anh cùng các bạn ô lại này, giơ tay phải lên nhá. Giơ tay phải lên, đúng không? Tay phải lên anh cho cao lên tí nhá cho chúng ta nhìn rõ này. Tay phải lên. Đúng chưa? Các bạn nhìn này. Đầu tiên bạn phải giơ của dòng điện thẳng trước thì đây là hơi ngược hình này, bạn quay tờ giấy lại. Anh dạy các bạn này, quay tờ giấy lại, đúng không? Các bạn nhìn này. Ngón cái chỉ chiều của y, ngón cái chiều của y chúng ta cần xác định điểm B không? Đến đây, cụp đây, đến đây cụp vuông góc vào, đúng không? Đó, nhìn này. Đây nhá. Chiều của ngón cái là chiều của y, đúng không? Đúng chưa các bạn? Rồi, bạn giơ dòng thẳng nhá, bạn khung vào,
Đó, rõ ràng tại cái tâm này bốn ngón tay này đi vào phẳng, tức là từ trường đi từ ngoài đi vào, mà đi từ ngoài đi vào nó sẽ là dấu x đúng không? X. Rồi, hiểu không? Hiểu vấn đề không? Làm lại nữa nhá. Rồi, quay cái tờ giấy lại, đúng không? Đây là y này, con cá y này, con cá y này, đây là cụ vào. Thì rõ ràng cả một từ của dòng điện thẳng ấy tại cái tâm này sẽ có chiều đi từ ngoài đi vào, đi từ ngoài đi vào, đúng không? Hiểu không? Hiểu vấn đề không? Ok chưa? Nào, cho zoom lại nhá. Thì các bạn thì rõ ràng thằng B1 này sẽ có chiều là dấu x. Dấu x đi từ ngoài đi vào, đúng không? Còn dòng điện tròn là rất đơn giản, dòng điện tròn này. Dòng điện tròn thì cái chiều khung của bạn nhớ này, đây. Dòng điện tròn thì cái chiều khung của bạn là chiều y. Chiều khung bạn chiều y, còn chiều ngón cái là chiều b, hai cái này là cùng tay phải ngược nhau đây. Nhớ này, chiều khung này, nhớ này. Đây, chiều khung bạn nhìn này, đây nhìn lên nữa nha, đây chiều khung là chiều của y. Đúng không? Và chiều ngón cái là chiều b, bạn nhìn ở đây, khi bạn rơi ở này thì rõ ràng ngón cái của bạn đang đi lên, đi ra, đi từ trong mặt phẳng đi ra, tức là cả một từ ở đây là đi từ trong mặt phẳng đi ra thì nó phải là dấu chấm, nó phải là dấu chấm. Ok chưa? Nó sẽ phải là dấu chấm. Đó, nó sẽ phải là dấu chấm. Vậy B2 ở đây nó là dấu chấm. Vậy vẫn lưu ý này, một thằng thì nó là dấu x, một thằng thì nó là dấu chấm. Thì rõ ràng hai thằng này nó ngược chiều nhau, bạn suy ra ngay. Vector B1 cùng phương nhưng ngược chiều vector B2. Thì rõ ràng cái cảm ứng từ tại tâm đây bằng độ lớn của B1 trừ B2. Độ lớn B1 trừ B2. Đúng không? Đến đây bạn bạn nhóm chung ra ngoài này, đây. Cả thằng này đều có 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhóm chung ra ngoài. B1 sẽ còn lại là y, y ở đây là 3 ampe. Và R ở đây là khoảng cách từ điểm nó sẽ là tâm này đến cái dòng điện thẳng. Thì rõ ràng trường hợp này nó chính là bằng bán kính của dòng điện tròn luôn, đúng không? Thì R nhỏ trong này bằng bán kính, mà bán kính là 1,5, bạn chia nó 0,015. Còn dòng điện tròn đúng không? Là trừ đi pi. Y ở đây vẫn là 3 và R vẫn là 0,015. Ok chưa? Xong ngay, đúng không? Thì cái này bạn hãy tìm ra nó xấp xỉ là 8,6 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Thì đáp án của chúng ta câu 19 là đáp án D. 19 là D. Hiểu vấn đề không? Câu 19 là D nhá các bạn nhá. Câu 19 là đáp án D, đúng không các bạn? Nào, câu tiếp theo là câu 20. Câu tiếp theo là câu 20. Câu 20 nào các bạn nào? Câu 20 có trả án gì đây? Câu 20 nhá. Câu 20. Đọc đề bài câu 20 này. Câu 20 nhá. Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với các đường sực tử. Hạt chuyển động với vận tốc V1 bằng 1,8 nhân 10 ngũ 6 m trên giây. Thì lực Lorentz tác dụng lên hạt có độ lớn F1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 6 Newton. Và đề bài yêu cầu bạn là nếu hạt chuyển động với vận tốc là 4,5 nhân 10 ngũ 7 m trên giây thì lực Lorentz tác động lên hạt đó là bao nhiêu? Đúng không? Là bao nhiêu bạn nhớ này. Cái công thức tổng quát của lực Lorentz F bằng trị liệu của Q nhân B nhân V và nhân sin alpha. Đúng chưa? Vậy bài toán này thay đổi lực Lorentz là thay đổi. Vì sao thay đổi lực Lorentz là thay đổi vận tốc? Đúng không? Vậy đây bạn lập tỉ số luôn. F2 chia 1 thì bằng V2 chia V1. V2 có rồi là 4,5 nhân 10 ngũ 7. V1 có rồi là 1,8 nhân 10 ngũ 6. Và cái này bằng F2 chia 1. F1 chúng ta có là 2 nhân 10 ngũ trừ 6. Bạn tìm ra ngay F2. Đúng chưa? Tìm ra ngay F2. Và trong này bạn tìm ra đáp án nó sẽ là 5 nhân 10 ngũ trừ 5 Newton. 5 nhân 10 ngũ trừ 5 Newton. Đúng không? Thì đáp án câu này là đáp án A. Đáp án A. Được chưa? Nào, đến tiếp tục là câu 21. Câu 21 này là một câu hơi lạ một tí này và rất nhiều bạn bỏ không biết làm câu 21 này, hỏi thử nhá. Bạn nào làm ra câu 21 đáp án là gì đây? Câu 21 nào. Lạ một tí này. Lạ một tí. Đúng không? Lạ một tí nào, lạ một tí nào. Nào, câu 21 đáp án gì nào? Bạn nào làm ra thì xem đáp án là gì nào. Cho em biết đáp án là gì đấy các bạn ơi. Câu 21 nào. Câu 21 đáp án gì nào? Câu 21.
Qua môn này hơi lạ tí nhá, đọc này. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 cm trên trục chính của một thấu kính có tiêu cự là 6 cm và một câu nhấn này: ảnh tạo bởi S1 và S2 trùng nhau tại thằng S phẩy. Tức là hai vật này là hai vật thật, hai vật này là hai vật thật mà ảnh của chúng, được chưa? Ảnh của chúng lại trùng nhau. Đó, câu này có rất là hay. Đó, bạn hiểu đơn giản này, bạn nhớ này. Bạn nhớ một vấn đề là hai vật thật cho ảnh trùng nhau, cho ảnh trùng nhau, tức bạn phải hiểu vấn đề là một thằng sẽ là ảnh thật và một thằng sẽ là ảnh ảo, được chưa? Ảnh ảo. Nhưng bạn lưu ý này, cái vấn đề ở đây nó sẽ xảy ra như sau. Nhìn đây, giả sử nhá, đây là một thấu kính, nhớ này, đây là một thấu kính hội tụ như này, đúng không? Nếu trường hợp xảy ra là hai vật S tập trung nhá, tập trung này, rõ ràng như lưu ý này, anh sẽ cho tập trung này, anh sẽ cho thằng thằng S1 nằm đây, S1 nằm đây. Giả sử nhá, thằng S1 nằm đây, đúng không? Đây là vật S1 này, ngọn đèn S1 này, đúng không? Nằm đây. Mà nhớ này, vậy rõ ràng thằng S1 nằm đây, nếu nó cho ảnh thật thì phải nằm bên phía này. Còn nếu thằng S2 nó là ảnh ảo, đúng không? Ảnh ảo thì nó phải nằm phía này. Vậy rõ ràng là trong trường hợp này, nếu hai vật này nằm cùng một phía, hai vật nhá, hai vật S1, S2 mà nằm cùng một phía so với cái thấu kính này, thì rõ ràng là một thằng ảnh thật nằm đây, một thằng ảo nằm đây, đúng không? Thật nằm đây và ảo nằm đây, thì rõ ràng nó không thể nào cùng phía được, à không thể nào trùng nhau được. Bạn hiểu vấn đề không? Nào, bạn có hiểu vấn đề không nào? Nếu trong trường hợp này hai ảnh S1, S2 mà nằm cùng một phía đây, giả sử S1 nằm đây, S2 nằm đây, rõ ràng là một thằng ảnh thật thì nằm bên này, một thằng ảo nằm bên này, thì rõ ràng không thể nào có thể trùng nhau được. Vậy trường hợp này nó khó một tí xíu là gì? S1 nằm đây, đúng không? S1 nằm đây, thì bây giờ ảnh của nó phải nằm ở đây, kéo ra tí xíu nhé, ảnh nó nằm đây. Đó, vậy thằng S2 nó phải nằm ở đâu để nó cho ảnh ảo? Mà ảnh ảo cũng phải nằm đây, thì lưu ý này, thằng S2 ở tình huống này, nó đây là ảnh đây này, đây được ảnh nhớ này. Đây, ảnh một thằng ở đây, một thằng ảnh nằm ở đây, đúng không? Vậy thằng S2 muốn cho ảnh nằm ở đây này, là ảnh ảo thì nó phải nằm ở dưới này. Tập trung tí xíu nhá. Đây, thằng S2 nằm ở đây. Giả sử nhá, S2 nằm ở đây. Đó, anh đang vẽ không đúng tỷ lệ tí xíu nhá, thì ảnh nó như là ảnh ảo này, kéo dài lên tí này. Nó sẽ nằm ở đây luôn. Thì hai ảnh nó sẽ trùng nhau. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không các bạn? Hiểu vấn đề không? Đó, nó không thể là hai ảnh này nó không thể nằm cùng phía được, hai vật này nó không nằm cùng phía được. Đó, mà nằm phải về hai phía. Giờ nếu ta xét S1 ở đây, nếu ta xét S1 nằm ở đây thì ảnh của nó là ảnh thật nằm phía này. Còn nếu ta xét S2 nằm ở đây thì ảnh của nó sẽ nằm ở phía này. Anh vẽ hơi ngược tí xíu, hơi hơi không đúng tỷ lệ nhá. Đấy, S2 phải nằm gần đây hơn này. S2 nằm gần đây đúng này. Đấy, S2 nằm đây này thì nó mới chuẩn hơn một tí. Đó, chưa? Đó, chưa? Vậy bạn hiểu vấn đề không? Bạn hiểu vấn đề bài toán này không? Đó, bạn hiểu vấn đề không? Thì rõ ràng trường hợp này bạn nhớ này. Trường hợp này một, giả sử này, thằng S1 cho ảnh ảo thành thật đúng không? Thì ta có là trường hợp này thằng S2 thì nó cho ảnh ảo. Thì ta có ngay vì nó trùng nhau nên độ lớn của D2 phẩy nó sẽ bằng D1, D1 phẩy. D1 phẩy. Đúng chưa? D1 phẩy. Đó, mà trong trường hợp này D2 phẩy nó là ảnh ảo. Rõ ràng nó âm, vậy bạn suy ra là D2 phẩy trong trường hợp này nó phải bằng trừ D1 phẩy. Độ lớn của chúng bằng nhau nhưng một thằng dương và một thằng âm, thì bị phá ra thì D2 phẩy bằng trừ D1 phẩy. D2 phẩy phải bằng trừ D1 phẩy. Được chưa? Nào, đọc tiếp này. Vậy trong trường này ta có điều gì nào? Vậy trong trường này ta có điều gì? Bạn nhìn đây nhá, bạn nhìn này. Anh có D1 này, D1 đúng không? Thì bằng F nhân D1 phẩy chia cho D1 phẩy trừ F, trừ F. Đúng không? F có rồi là 6, vậy anh có là 6 nhân D1 phẩy chia cho D1 phẩy trừ 6. Trừ 6. Đúng chưa? Và tiếp tục anh có D2. D2 được tính bằng F nhân D2 phẩy chia cho D2 phẩy trừ F. Nhưng bạn lưu ý một vấn đề này, bạn lưu ý nhá, bạn lưu ý này. Thằng D2 phẩy thì bằng trừ D1 phẩy, thay luôn nhá. Đây lại bằng trừ D1 phẩy. Anh nhân với cả F là 6. Sau đó trừ đi D2 tức là trừ D1 phẩy. Anh trừ đi F là trừ 6. Đúng không? Đó, có hiểu vấn đề không? Có hiểu vấn đề không? Câu này hay đúng không? Nào, làm tiếp này.
Và người ta cho các bạn là hai ngọn đèn S12 này cách nhau 16 cm. Thì đây, đây là 16 này, đây là 16. Đoạn từ đây đây là 16 cm. Đúng không? Thì 16 là gì? Đoạn từ đây đây nó là D1. Đoạn từ đây đây là D2. Chuẩn chưa? Thì bạn có ngay D1 cộng D2 bằng 16. Đúng không? D1 cộng D2 16. Vậy đó, thay vào này. Bạn thay vào đây nhá. Bạn có này, bạn suy ra này. D1 cộng D2 bằng, nào đây là cộng nhau thôi đúng không? D2 này cộng nhau 6 nhân D1 phẩy. 6 nhân D1 phẩy. Đúng chưa? 6 nhân D1 phẩy. Chia cho D1 phẩy trừ 6 cộng với, cái này đẩy ra là trừ này cộng này đúng không? Trừ D1 phẩy nhân 6 chia cho trừ D1 phẩy trừ 6. Và cái này bạn cộng ra nó là bằng 16 cm. 16 cm. Đúng không? 16 cm. Thì đây bạn sẽ cầm máy tính lên bạn xử lý thôi. Đến đây bạn tìm ra máy tính ngay, cầm máy tính lên bạn tìm ra D phẩy ngay. Đúng không? D phẩy, D1 phẩy ngay. Nào, cùng cầm máy tính lên xử lý nhá. Cùng cầm máy tính lên xử lý này. Đúng không? Nào, nhập vào này. X 6 6 nhân x này, đúng chưa? Chia cho x trừ 6 này cộng này phân số này trừ x này nhân 6 này chia cho trừ x này trừ 6 này, đúng không? Và bằng 16. Ấn shift sâu, ấn shift sâu. Nào. Đáp án gì đây? Ấn shift sâu. Ồ, lâu thế à? Lâu thế à? Đáp án gì nhỉ? Nào ấn thử nhá. Ồ, ồ, lâu thế này. À, không ấn được à? À, đến đây nhá. Rất nhiều bạn đây khi không ấn được lại tưởng chúng ta làm sai, nhưng mà lưu ý này. Cái ấn phần ấn shift sâu, lưu ý này. Bạn nên ấn shift sâu gần gần đáp án nhất. Gần đáp án nhất, đúng không? Thì bạn ấn thử này, ấn nhá. Ấn shift sâu này. Ấn shift sâu. Đầu tiên, anh cho ấn gần 6,4. Sẽ bao nhiêu? 12, ồ quá chuẩn luôn, quá chuẩn luôn đó. Nên nhớ kinh nghiệm ấn shift sâu ấy cũng phải ấn chuẩn vào. Lên ấn shift sâu gần đáp án nhất, gần đáp án nhất, đúng không? Vậy cho hôm nay là có ngay D phẩy, D1 phẩy bằng 12, D1 phẩy bằng 12 cm. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Thì chưa? Thì đáp án câu này là đáp án A, 12 cm. Người ta yêu cầu là khoảng cách từ F phẩy tới thấu kính. Đó, 12 cm. Hiểu không nhỉ? Hiểu không các bạn? Ok chưa? 12 cm. Được chưa nhỉ? Đó là câu 21. Câu 21. Được chưa? Đây là câu 21. Đó, tiếp tục nào, câu 22 nhá. Để câu 22 này. Câu 22 là một câu liên quan tới vấn đề đọc đồ thị này. Câu 22. Nào, câu 22. Đọc này, từ thông qua một vòng dây có bán kính là 12 cm, 12 cm. Đặt vuông góc với cảm ứng từ thay đổi theo thời gian hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng? Kết luận nào sau đây là đúng? Đúng không? Đặt vuông góc thì bạn lưu ý này, bài toán này nó sẽ liên quan tới sự thay đổi từ thông do thay đổi cái thằng cảm ứng từ, đúng không? Vậy rõ ràng chúng ta sẽ có một cái là độ lớn của EC. Độ lớn của EC sẽ được tính bằng cái gì không đổi vào hết ra ngoài, n nhân b, à n nhân s này, b đổi nhân s này, đúng chưa, nhân cos alpha, và cái thay đổi là delta b, bạn chia delta t, đúng không? Đó, vậy bây giờ chúng ta cùng làm từ trường hợp, cái này thì phải làm từ trường hợp thôi, đúng không? Vậy cho mình để a này, nhìn này, trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây, 0 đến 2 giây đúng không, bạn thay vào này, độ lớn sc bằng này, không đề cập đến n thì là 1 này. Diện tích ở đây là cái bán kính đúng không? Đây là bán kính rồi, rõ ràng là diện tích hình tròn. Vậy là pi r bình là 0,12 bình phương. Cảm ứng từ vuông góc với khung dây, rõ ràng góc ở đây là góc 0, cos 0. Đúng không? Nhân này, bạn nhìn này. Nhớ này, từ 0 khi t bằng 0 thì rõ ràng cảm ứng từ bằng 0, còn khi t bằng 2 bạn gióng lên đây, gióng lên đây. Bạn gióng lên đây. Sau đó bạn gióng sang ngang, đúng không? Gióng sang ngang thì khi đó B nó bằng 0,5. Vậy lúc T bằng 0 thì cảm ứng từ là bằng 0. Còn lúc T bằng 2 thì cảm ứng từ là 0,5. Vậy bạn có 0,5, bạn trừ đi 2, à trừ đi 0 này. Và khoảng thời gian ở đây là bằng 2 giây. Và bạn bấm cái này ra. Bấm cái này ra. Thì khi bạn bấm cái này ra thì nó sẽ ra là 0,0113 V. Đúng không? Thì rõ ràng đáp án A sai. Đây, và đáp án A cho bạn là trong khoảng này thì đáp án nó là 0,25 V. Thì rõ ràng A loại.
Tiếp tục đến đáp án B. Bạn nhìn này, đáp án B. Trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 4 giây, bạn nhìn này. Trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 4 giây thì tại cái lượng thời điểm t bằng 2 giây thì cả bằng từ đang là 0,5, đến lúc t bằng 4 giây, 4 giây đây 4 giây này, bạn dòng lên nhá. Bạn dòng sang thì rõ ràng nó cũng là 0,5. Vậy trong trường hợp này bạn có là do cả bằng từ b nó không thay đổi, nó luôn bằng 0,5 Tesla trong cái giai đoạn từ 2 giây đến 4 giây, nên chắc chắn trong trường hợp này độ lớn của SC bằng 0. Vì không có sự thay đổi về cả về từ trường, đúng không? Thì không thể nào có xuất động cảm ra tạo ra được. Vậy B loại. Vậy đáp án đúng câu này là đáp án gì đây? A, B đều sai rồi, đáp đúng là gì đây? Là C. Vì sao C đúng? Nhìn này. Nào, vì sao C đúng này? Đây, tại thời điểm T, tập trung này, tại thời điểm T bằng 4 giây thì B là bằng 0,5. Còn tại điểm T bằng 6 giây, dóng sang thì khi đó T bằng 0, T bằng 0. Đó thì cái này nó rõ ràng là ngược lại ở cái thời điểm trên này. Đây nhá, bạn nhìn này, đây. Bạn nhìn nhá, tại thời điểm T bằng 4 giây, thì B là 0,5. Thì tại thời điểm T bằng 6 giây thì B là 0. Rõ ràng đây vẫn là 0,5 trừ 0, và khoảng thời gian từ 4 giây đến 6 giây nó vẫn là 2. À vẫn là 2. Rõ ràng kết quả là kết quả này. Đó thì câu này đáp án là C, ok chưa? Là C nhá. Nào, câu tiếp theo là câu 23. Câu tiếp theo là câu 23. Nào, câu 23 các bạn chọn đáp án gì đây? Câu 23 các bạn chọn đáp án là gì đây? Câu 23 nhá. Nào, câu 23. Đáp án các bạn chọn là gì nào? Một lăng kính có chiết xuất là 1,5, tiết diện là một tam giác đều, được đặt trong không khí, chiếu ánh sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới là 30 độ, thì cái này là chiếc I1 này. 30 độ. Góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính, tức là yêu cầu tính D. Tính D. Góc lệch của tính D, đúng không? Vẽ ra tí thôi. Đến đây, tia sáng đến đây này, xảy ra hiện tượng khúc xạ này. Đến đây, khúc xạ tiếp này. Ló ra ngoài này, đúng không? Đấy. Vậy bạn nhớ này, cái góc lệch D tính của gì? Góc lệch D tính bằng I1 cộng I2, bạn trừ đi A. A là góc chiết quang, đúng không? A là góc chiết quang. Đó, A là góc chiết quang. Vậy trong trường hợp này thì góc chiết quang A là một tam giác đều, thì rõ ràng góc chiết quang A để bài cho bạn là bằng 60, đúng không? Vậy bạn cần đi tìm I1 có rồi là 30, vậy cần đi tìm I2, đúng không? Vậy đầu tiên cái tia sáng này bị khúc xạ hai lần, một là tại điểm I, hai là tại điểm G. Vậy ta làm rất đơn giản luôn sau. Sin I1, đúng không? Sin I1 bằng N là chiết xuất của lăng kính là 1,5, các bạn nhân sin R1. Mà sin I1 để bà cho rồi là sin 30. Vậy bạn tìm ra ngay R1 trong này. Bạn tìm R1 ra, hơi lẻ tí kệ nó nhá. Thì R1 bạn hãy tìm ra là 19,47. 19,47 độ. Các bạn có ngay cái góc chiết quang A ấy được tính bằng R1 cộng R2, đúng không? Mà R1 bạn có là 19,47 rồi. Bạn suy ra R2 trong trường này bằng 60, bạn trừ đi 19,47. Các bạn lên lưu máy tính luôn, nó đỡ lẻ, đúng không? Thì cái R2 bạn tìm ra là 40,53. 40,53 độ. Đúng chưa? 40,53 độ. Vậy bạn có R2 rồi thì bạn làm nào để bạn ra I2? Bạn ra I2. Rồi, bạn áp dụng điều khúc xạ lần nữa, bạn có này. Sin I2 bằng 1,5, các bạn nhân sin R2. Đúng không? Thì rõ ràng sin R2 bạn có rồi. Đây bạn có R2 là 40,53 rồi, đúng không? Thì bạn thay vào bạn tìm được I2. Trong trường này sẽ là 77,1 độ. Phải có này. I1 có, I2 có, ấn liền máy tính luôn nhá thì nó mới gần gần đáp án nhất, đúng không? I1 là 30 độ. I2 đây là 77,1 độ. A đây là 60 độ. Đúng không? Và bạn tìm ra cái này sẽ là 47. 47 độ và 5 phẩy. Đáp án câu này là D. Đáp án câu này là D. Đúng không bạn? Đáp án câu này là D. Ok chưa? Đáp án câu này là D. Nó đúng không các bạn? Được không nhỉ? Đáp án câu này sẽ là D. Được chưa? Câu tiếp theo là câu 24. Câu tiếp theo là câu 24. Câu 24 là một câu hơi khó một tí này. Hơi khó đấy nhá. Câu 24 là một câu hơi khó một tí này. Nào, câu 24 đáp án gì các bạn ơi? Nào các bạn ơi, câu 24 là gì nhỉ? Nào, câu 24 đáp án gì đây? Comment đi. Comment 24 nào, khẩn trương, đáp án gì nào? Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 12 cm.
có tiêu cự là 12 cm, đúng chưa? Qua thấu kính cho ảnh ảo, qua thấu kính cho ảnh ảo, đúng chưa? Dịch vật ra xa thấu kính một khoảng là 8 cm, thì khi đó thu được một ảnh thật cách ảnh lúc đầu là 72 cm, đúng chưa? Hỏi vật AB lúc đầu đặt cách thấu kính một khoảng bao nhiêu? Nào, cô phân tích bài. Thứ nhất, ép cho bạn 12 cm. Tiếp tục, ảnh ban đầu ảnh ảo, tức là K1 dương. Dịch vật ra xa, tức là delta D, người ta cho bạn là 8 cm, đúng chưa? Delta D là độ dịch chuyển vật. Thì thu được một ảnh thật, tức là K2 âm. Đó là phân tích đề bài. Và cách ảnh lúc trước 72. Vậy cái 72 này nó không phải là delta D phẩy, mà ảnh cái 72 này nó phải là độ lớn của delta D phẩy. Thì gỡ sau bằng 72 cm, đúng không? Vậy tất cả các bài toán dịch chuyển chúng ta phải làm như nào? Thì làm ơn lưu ý này. Thứ nhất, bạn có delta D, bạn có bằng dương 8. Thì delta D này là độ dịch chuyển vật, được tính bằng F nhân mở ngoặc 1 trên K1 trừ 1 trên K2. Thì bạn phải lưu ý vấn đề sau. Trong một bài toán xuất hiện đồng thời cả độ dịch chuyển ảnh và độ dịch chuyển vật, thì bạn phải dùng cái mối quan hệ anh đã chứng minh cho bạn ở trên lớp rồi, đúng không? Là delta D phẩy chia delta D bằng trừ K1 nhân K2. Thì bạn làm ơn lưu ý này. K1 nó dương, K2 nó âm. Thì lưu ý này, âm nhân dương nhân âm, nhớ này, âm này nhân dương này nhân âm, thì cái này nó phải lớn hơn không, lớn hơn không, đúng không? Thì bạn suy ra rất rõ ràng này, delta D thì nó dương 8 rồi, thì để cả cái phân số này nó dương thì chắc chắn delta D phẩy phải dương. Nó lại nữa, âm nhân K1 dương này, K2 âm này, âm này, âm nhân dương nhân âm thì ra một số lớn hơn không, đúng không? Thì delta D phẩy trên D nó dương thì chắc chắn delta D phẩy ở đây nó cũng phải là dương, vì delta D là dương rồi. Vậy ta suy ra delta D phẩy chia delta D sẽ được tính, sẽ là bằng 72, bạn chia 8 thì bằng 9. Và 9 này bằng trừ K1 nhân K2, trừ K1 nhân K2, đúng không? Trừ K1 nhân K2. Nào, đến đây các bạn làm tiếp thế nào đây? Đợi anh tí để tôi nháp nhá. K1 nhân K2. Hít cả nháp. Rồi, nhà tạm đây nhá. Rồi. Nào, đây bạn suy điều gì nào? Đến đây các bạn suy điều gì đây? Bạn nhìn này. Đến đây các bạn suy ra một điều như sau. Bạn suy ra một điều sau, bạn nhìn này. Đến đây bạn suy ra rõ ràng K2. K2 ở đây sẽ bằng 9 chia cho trừ K1. Vậy bạn sẽ suy ra 1 trên K2. 1 trên K2 sẽ bằng trừ K1 trên 9. Trừ K1 trên 9. Đúng không? Trừ K1 trên 9. Sau đó bạn biết thay đâu không? Bạn thay đây này. Bạn thay vào đây này, để bạn tìm ra được K1, đúng không? Bạn có K1 rồi, bạn tìm ra ngay D. D1 đấy, người ta tìm D1 đúng không? Bạn nhìn thay vào đây nhá. Bạn thay đây cho anh này. F ở đây là bằng 12 nhân mở ngoặc 1 trên K1. Trừ đi. Bạn nhìn này, K2 1 1 trên K2 thì bằng trừ K1 trên 9 đúng không? Trừ trừ thành cộng, vậy cộng với K1 trên 9. Vậy ở đây rõ ràng bạn ẩn duy nhất là K1, bạn tìm ngay K1. Nào, cầm máy tính lên, bấm K1 đi. Bạn cầm máy tính lên, bấm xem K1 ra bao nhiêu. Nào, bấm đi xem K1 bao nhiêu nhá. Cầm máy tính lên, ấn shift sâu luôn. Đúng không? Và K1 phải nhớ lấy âm nhá. K1 phải nhớ âm. Đây ta có này, 12 nhân mở ngoặc 1 trên x cộng với x chia 9, đúng không? X chia 9. Rồi, cộng cả x chia 9. Đúng không bạn? X chia 9 này. Chưa? Và đây nó bằng 8, ấn shift sâu cả. K1 bằng 3, chuẩn không? K1 3 mà K1 dương, đúng không? Không phải dương, đó K1 3. Ok chưa? Có hiện đại không nhỉ? Chắc không đúng không? K1 3. Được chưa? K1 bạn tìm ra là 3. K1 3 thì có K1 rồi, làm ra D1. Thì nhớ D1 bằng F nhân mở ngoặc 1 trừ đi 1 trên K1. F bạn có rồi là bao nhiêu đây? 12 nhân mở ngoặc 1 trừ đi 1 trên K1 là 1/3. Đó. Bạn tìm ra ngay trong trường này D1. D1 nó bằng 8 cm. Ô, đề bài này hơi bị lộ cái này. Nó hơi bị lộ này. Các bạn có biết vì sao bị lộ không? Có biết không? Đề bài này nó hơi bị lộ một tí này. Hơi lộ một tí nhá. Hơi lộ một tí. Các bạn, bạn biết có biết vì sao hơi lộ không? Vì này, 4, đáng lẽ là cái đề bài này nó hay hơn một tí nhá. Hay hơn một tí thì rõ ràng mà phải loại.
bạn phải sửa là một cái đáp án khác nó nhỏ hơn 12. Vì sao? Đây là hội tụ thì có F bằng 12, F bằng 12. Vậy trường đầu tiên là ảnh ảo. Trường hợp đầu tiên nó là ảnh ảo, chắc chắn trường hợp này D nó phải nhỏ hơn F. Vậy bốn đáp án này có duy nhất một đáp án nó nhỏ hơn F thôi, là đáp án 8. Đề bài hơi lộ, đúng rồi, câu này đề bài hơi lộ. Đó, nhưng anh làm chọn luôn 8 đỡ phải làm dài. Ok không? Hiểu không? Đó, đúng không? Đôi khi chúng ta dùng mẹo tí, đúng không? Ok không? 24 xong nhá. Hiểu vấn đề không? Đây, đáp án bị lộ này. Vì đầu tiên là ảnh ảo, và ảnh ảo chỉ có duy thôi, hội tụ cho ảnh ảo có duy nhất một trường hợp là D nhỏ F thôi. F bằng 12 rồi, bốn đáp án duy nhất là 8 thôi. Đó, đúng không? Câu 25. Câu 25. Câu 25 các bạn ơi, câu 25 là gì đây? Đặt vật một vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20 cm thì thấy ảnh lớn gấp 2 lần vật. Vật cách thấu kính, vật cách thấu kính. Được chưa? Bốn đáp án này thì bạn làm nào, bạn nhớ này. Trong trường này là thấu kính hội tụ. Hội tụ thì bạn nhớ. Cái này cẩn thận không thiếu đáp án nhá. Rất nhiều bạn làm đúng nhưng mà lại thiếu nghiệm đấy. Bạn nhớ A phẩy B phẩy gấp 2 lần AB cộng 2 lần B. Thì đây bạn suy ra được độ lớn của K bằng 2. Thì đây bạn nhớ này, thấu kính hội tụ sẽ xảy ra hai tình huống, một thật một ảo. Thì nếu trường hợp này là thật, thì bạn có ngay được k bằng trừ 2. Còn nếu là ảo thì rõ ràng k trong trường này bằng 2. Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, ảnh chắc chắn phải lớn hơn vật. Trường này ta cho ảnh lớn hơn vật mà, đúng không? Vậy đây phải có hai tình huống. Ok không? Thì bây giờ bạn làm nào đây, bạn tìm này. Bạn tìm D đúng không? D bằng này, F là 20 nhân mở ngoặc 1 trừ đi k, 1 trừ đi 1 trên k, đúng không? Trừ đi 1 trên trừ 2. Đúng không? Và một trường nữa là D bằng 20 nhân mở ngoặc 1 trừ đi 1 phần 2, 1 trên hạng K đấy. Đúng không bạn? Thì trong trường này, căn này này bạn tìm ra D nó bằng 30. 30. Còn đằng nữa D ở dưới này này. D ở dưới này này, bạn tìm ra sẽ là 10. Không khó quá đúng không? Thiếu ngược nhá là 10. Đó, câu này đáp án của chúng ta phải là C 10 cm hoặc 2 hoặc 30 cm. Đúng không? 30 cm. Đó là câu 25. Câu 25. Tiếp tục là câu 26. Câu 26. Nào, câu 26 đáp án gì đây? Câu 26 này. Vật AB là vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự là 12,5 cm cho ảnh rõ nét trên màn, cho ảnh rõ nét trên màn. Được chưa? Và người ta cho các bạn là màn đặt vuông góc với trục chính và cách cách vật một đoạn là L. Và người ta yêu cầu đi tính giá trị nhỏ nhất của L, thì bạn nhớ này. Bạn nhớ một cái là điều kiện để cho ảnh, điều kiện để cho ảnh rõ nét trên màn là gì, bạn nào nhớ không? Nào hỏi bạn, bạn nào còn nhớ không? Nào hỏi bạn nhá, điều kiện để cho ảnh rõ nét trên màn là gì nào, bạn nào nhớ, bạn nào nhớ thì comment nào, bật lên nào. Điều kiện để cho ảnh rõ nét trên màn là gì nào, nhớ thì comment vào nhá. Điều kiện để cho ảnh rõ nét trên màn là khoảng cách giữa vật đến màn hay khoảng cách giữa vật và ảnh ấy thì nó là L lớn hơn hoặc bằng 4F. Bạn nhớ điều kiện này vào nhá, L lớn hơn bằng 4F. Đó là 4F. Đúng chưa? Vậy trong này ta yêu cầu là tính L bé nhất. Thì rõ ràng học toán rồi, L lớn hơn bằng 4F. Thì L min bằng bao nhiêu? L min đây bằng 4F. Mà F bằng 12,5 rồi, đấy là 4 nhân 12,5. Thì kết quả của bạn là 50 cm. 50 cm. Đáp án câu này là A. Câu này là A. Đúng chưa? Câu này là A. Đó, tiếp tục câu 27. Câu 27. Câu 27 đáp án là gì các bạn ơi? Câu 27 này. Cho chiết xuất của nước là 4 phần 3. Một người nhìn hòn sỏi S nằm ở đáy một bể nước sâu 2 mét. Theo phương gần như vuông góc thì thấy ảnh S phẩy nằm nằm cách mặt nước một khoảng bằng bao nhiêu? Cách mặt nước một khoảng bằng bao nhiêu? Bạn nhìn lại đây. S đây đúng không?
Rõ ràng là đây là vật hòn sỏi này, rõ ràng đến đây tia sáng đi từ hòn sỏi này đó tới mắt người, và mắt người sẽ không phải nhìn S đâu mà mắt người nhìn S phẩy đó, mắt người đây này đúng chưa, và nhìn S phẩy đây, và gọi điểm này điểm H, hiểu không, hiểu vấn đề không? Đó, đây là liên quan tới lượng chất phẳng đúng không? Vậy bài toán này chúng ta có một cái công thức để trị nó là gì? HS phẩy chia HS. HS phẩy chia HS, nhớ nhá, HS phẩy chia HS bằng N khúc xạ chia cho N tới. Thì bạn lưu ý này, mắt người ở đây nhìn thấy hòn sỏi, mắt người nhìn hòn sỏi thì tia sáng phải đi từ hòn sỏi, tức là môi trường tới là môi trường chứa hòn sỏi, tức là môi trường tới đây là môi trường nước, còn môi trường không khí ở đây chính là môi trường khúc xạ, vì tia khúc xạ ở đây là ở ngoài không khí đúng không? Vậy N khúc xạ đây là N không khí. Còn N tới đây là N nước. Đúng không? Vậy là 1 chia cho 4 phần 3 bằng HS phẩy là khoảng cách từ ảnh đến mặt thoáng H đúng không? HS phẩy. Bạn chia đôi HS. HS nó rõ ràng ra cho này, bể nước sâu 2 mét, rõ ràng viên đá này ở dưới đáy bể. Cái đoạn từ đây đến đây chính là độ sâu của bể nước đưa HS đúng không? Thế là 2. Bạn có ngay HS phẩy. Và trong trường này bạn tìm ra HS phẩy là 1,5 mét. Đáp án A. 1,5 mét. Đáp án là A. Đúng không? Đáp án A. Câu tiếp theo là câu 28. Câu tiếp theo là câu 28. Nào, câu 28 bạn cho đoán gì nào? Câu 28 nhá. Câu 28 là một câu cũng có độ nhấn về mặt lý thuyết, à về mặt bài tập của thằng thấu kính, đúng không? Nào bạn nhìn này. Vật sáng và màn đặt song song và cách nhau 45 cm. Thì nhớ trong bài toán này một thấu kính hội tụ đặt trong khoảng giữa vật và màn, ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Rõ nét trên màn chắc chắn là ảnh thật. Đúng không? Vậy khoảng cách giữa vật và màn là 45 cm, nó chính là bằng D1 cộng D1 phẩy. Và để bạn yêu cầu bạn tính tiêu cự đúng không? Và người ta cho bạn biết tiếp là khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính. Đây, nhìn đây. Bạn nhìn vào đây. Đúng không? Đây là cái màn này, đây là cái màn, đây là vật này. Đây là vật. Đúng không? Thì có hai vị trí thấu kính, đây là vị trí đầu tiên của thấu kính. Đây là vị trí thứ hai của thấu kính. Đúng không? Và hai vị trí này đề bài đã cho các bạn là cách nhau 15 cm, 15 cm, đúng không? Cách nhau 15 cm. Thế ta bạn nhìn này, đây này, bạn nhìn nhá. Đoạn từ nhớ này cái 15 này tính cầu gì bạn nhớ này. Cái 10L bằng 15 này bạn tính cầu gì? Bằng này. Đây, bằng đoạn từ đây đến đây đóng vai trò là D1 trong hình vẽ đúng không? D1. Đó, và đoạn từ đây đến đây đóng vai trò là D2, khoảng cách đó D2. Vậy rõ ràng trong trường này cái thằng L này là D, độ lớn của D1 chứ D2. Và cái bài này đã chứng minh cho bạn rồi, chúng ta luôn có D2 bằng D1 phẩy. Chúng ta luôn có, nhớ trong dạng bài toán này, chúng ta luôn có D2 bằng D1 phẩy. Chứng minh rồi nhá, không phải bịa ra nhá. Chưa, chứng minh rồi. D2 bằng D1 phẩy. Vậy ta có ngay độ lớn D1 trừ D1 phẩy. Và không mất cái tính tổng quát của bài toán, bạn có thể phá độ lớn luôn vì người ta không yêu cầu các bạn. Người ta không nói rõ, người ta không nói, được chưa? Không nói, bạn có thể lấy quyền bạn phá luôn độ lớn cho anh. Bạn suy ra ngay D1 trừ D1 phẩy của các bạn là bằng 15. 15. Thì rõ ràng trong này bạn có D1 cộng D1 phẩy bằng 45 và D1 trừ D1 phẩy bằng 15. Thì rõ ràng đây nó là một hệ phương trình hai ẩn đúng không? Và bạn tìm ra được D1. Bạn tìm ra được trong trường này D1 bạn tìm ra là 30. Còn D1 phẩy bạn tìm ra được là bằng 15. Còn nếu tập trung này, bạn tập trung tí xíu nhá. Còn nếu bạn lấy D, bạn phá ra lấy D1 phẩy trừ D1 bằng 15 thì bạn sẽ có đáp án ngược lại là D1 trong trường này là 15 và D1 phẩy là bằng 30, thì sẽ không thay đổi kết quả bài toán, đúng không các bạn? Và ở đây người ta chỉ yêu cầu các bạn là tính tính F đúng không? Thì bạn có một cái nữa thôi là xong ngay này, F này. Tức F bằng D1 nhân D1 phẩy chia cho D1 cộng D1 phẩy. Các bạn thay vào 30 nhân 15 chia cho 30 bạn cộng 15. Đó, bạn tìm ra trong trường này sẽ là 10 cm. 10 cm. Được chưa? Đó, tiêu cự. Câu 28 là A. Câu 28 là A. Nào, tiếp tục là câu 29. Câu 29. Tiếp tục là câu 29. Nào, đọc đề bài câu 29 xem nào. Đọc đề bài 29 nhá.
Nào, đọc đề bài gói 9 nào. Câu 29 nó liên quan tới vấn đề là xuất hiện động tự cảm, đúng không? Liên quan tới xuất hiện động tự cảm. Đó. Và người ta cho bạn là một quận cảm có độ tự cảm L, đây độ tự cảm L là 100 mH đúng không? Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa với tốc độ là biến thiên đều với tốc độ là 200 ampere trên dây. Tính xuất hiện động tự cảm có độ lớn bằng bao nhiêu thì bạn nhớ này. Độ lớn của E tự cảm được tính bằng L nhân trị đối của delta I trên delta T. Đúng không? Trong đó delta I trên T người ta gọi là tốc độ biến thiên dòng điện. Delta I trên T người ta gọi là tốc độ biến thiên dòng điện. Mà L cho rồi, L là 100 mH là nhân 10 mũ trừ 3. Và tốc độ biến thiên dòng điện thì bà cho rồi là 200 ampere trên giây. Bạn tìm ra cái này sẽ là 20V. Đáp án câu này là D. Đáp án câu này là D. Đúng chưa? Nào, câu cuối cùng là câu 40. À, câu 30 là câu cuối cùng này. Câu 30. Nào, bạn nào làm được câu 30 rồi thì comment đáp án vào cho anh nhá. Câu 30. Câu 30 đáp án là gì các bạn ơi? Câu 30. Nào các bạn nhỉ? Câu 30 đáp án là gì các bạn nhỉ? Các bạn ơi. Câu 30 nào. Câu 30 đáp án là gì? Come on, comment nào các bạn ơi, câu 30 nhá. Câu 30 này. Nào, câu 30 là gì các bạn nhỉ? Câu 30. Đọc đề bài câu 30 hộ anh nào, câu 30. Treo một thanh đồng có chiều dài L là 1 mét và có khối lượng là 200 gram vào hai sợi dây thẳng đứng có cùng chiều dài như hình vẽ. Độ lớn cảm ứng từ là 0,5 Tesla và có chiều thẳng đứng từ dưới lên, đúng không? Cho dòng điện một chiều chạy qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương đứng một góc là 60 độ. 60 độ. Tính cường độ dòng điện I trong thanh và lực căng của mỗi sợi dây, nhớ là lực căng của mỗi sợi dây, đúng không, của mỗi sợi dây. Thì bạn lưu ý vấn đề này, bạn nhớ này, cái trọng bạn nhớ này, những cái lực nào tác động lên một cái thanh đồng. Thứ nhất, thanh đồng này nó có khối lượng, vậy lực đầu tiên nó là trọng lực P đúng không, trọng lực P thẳng đứng xuống dưới. Và thứ hai là nó có một cái lực sẽ kéo 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 cái dây đồng này lệch sang bên phía bên này, thì chắc chắn lực tiếp theo chính là F điện, à F từ. F từ anh sẽ vẽ đây nhá, tí anh sẽ đổ hình cho bạn, anh sẽ hỏi anh sẽ dạy các bạn cái cách xử lý là F từ. Đây là F từ. Và đây các bạn lưu ý một vấn đề là cái dây đồng, cái đoạn dây đồng này để treo vào hai sợi dây, vậy ở đây sẽ có một lực căng dây T ở đây, và bên này cũng sẽ có một lực căng dây vì được treo vào hai sợi dây, và hai dây này nó giống hệt nhau nên lực căng dây nó bằng nhau, hai cái này bằng nhau. Vậy ở đây bạn phải làm một thao tác là chuyển hình. Bạn phải làm một thao tác là chuyển hình, và chuyển hình như nào bạn nhìn này, đây. Bạn phải xoay hình một tí nào để cho nó, chúng ta làm bài nó dễ này, chuyển hình này. Tức là bạn gập tờ giấy lại đúng không? Cho cái điểm C, điểm D nó trùng nhau như này. Đây, như này. Đây, tức là trong bài này thì C anh đang vẽ là trùng với D. Đó thì rõ ràng F F từ đây, F từ đây. Đúng không? Trọng lực P thẳng xuống dưới như này. Bạn lưu ý này, khi bạn gặp hay ghi bạn chuyển hình ra hai cái dây treo này, hai cái dây treo này nó trùng vào nhau. Đó, hai dây treo nó trùng vào nhau, đúng không? Thì ở đây chúng ta phải ra là hai lực căng dây. Vì hai dây treo đang trùng với nhau thì đây phải là hai lần lực căng dây T. Và nó sẽ lệch đến một vị trí so với phương thẳng đứng một góc 60, thì góc ở đây sẽ là góc 60 độ. Đúng không? Và nó chỉ lệch đến vị trí, nhớ này, tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ thì ở đây sẽ cân bằng, đúng không? Nhớ này. Được chưa? Lưu ý này. Xét tại cân bằng. Tại vị trí cân bằng. Đúng chưa? Thì các lực tác dụng lên cái sợi dây đồng CD này, được chưa? Gồm có 3 lực. Thứ nhất là trọng lực P. Trọng lực P. Thứ hai là bằng F từ. Thứ ba là hai lực căng dây, tức là hai lần T. Và này bằng không, đúng không? Bằng không thì rõ ràng chỗ này chúng ta tổng hợp hai này trước. Đúng chưa? Chúng ta có này nó là F phẩy, F phẩy. Và để cân bằng ấy, đúng không? Để cân bằng thì rõ ràng là lực căng dây, hai là lực căng dây nó phải bằng F phẩy này. F phẩy này. Đúng chưa? Bằng F phẩy vài. Góc trên này nó là 60 thì góc ở dưới này nó cũng là bằng 60.
Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta cần để đi tính, cần phải đi tính hai điều kiện là tính cái lực căng dây của mỗi sợi dây tính T và đi tính cái cường độ dòng điện Y. Vậy ta làm sao? Bạn nhớ này, ta có tang 60. Tang 60 bằng đối, đối trên kề, đối là F từ. Kề là P, kề là P mà tang 60 là căn 3. Vậy ta suy ra F từ ngay. F từ được tính bằng gì? B nhân Y nhân L nhân sin alpha. Và bằng căn 3 lần trọng lực P. P là MNG đúng không? Nào ta thay vào. B để bài cho bạn rồi là 0,2, 0,2 đúng không? Vậy thay vào 0,2 Y là cái chúng ta cần tìm. Chiều dài L ở đây là bằng 1 mét và nhân sin, nhớ này. Trong trường này rõ ràng bạn nhìn này, cái vector B nó đang vuông góc với cái sợi dây. Đúng không? Vuông góc với sợi dây. Đó, vậy trong trường này góc là sin 90. Sin 90. Và bằng căn 3 P thì bằng M nhân G, khối lượng là 200 g đổi ra là 0,2 nhân với cả 10. Nhân cả 10. Ok không? Thì bạn tìm ra Y. Y trong trường này bạn tìm ra là 10 căn 3 ampe. 10 căn 3 ampe. Y là 10 căn 3 ampe. Được chưa? Thì chúng ta loại được hai đáp án B và C đi. B và C đi. Chúng ta còn hai đáp án A và D thì nó khác nhau. Ở đây có bẫy này. Khác nhau về cái lực căng dây. Vậy làm thế nào để tính được lực căng dây? Bạn lưu ý này. Chúng ta vẫn sử dụng cái góc 60 độ này. Đúng không? Chúng ta sử dụng là cos 60 bằng kề là F phẩy. Kề F phẩy. Chia cho P. Mà đã chứng minh F phẩy là bằng 2 lần lực căng dây đúng không? Vậy cái này bằng 2 lần lực căng dây T và chia cho P. Vậy cái cốt lại 60 là 1 phần 2. Được chưa? À xin lỗi, ngược. Mình tắt đi nữa. Rồi xin lỗi, cái này ngược nha. Cái này ngược này. Cái này đảo ngược lại thì xíu nha. Cái này ngược lại là cos 60 đúng không? Cos 60 bằng P, nhớ bằng kề là P, chia cho huyền là F phẩy thì nó là bằng P, bạn chia cho 2 lần lực căng dây T và cái này là 1 phần 2, đúng không? 1 phần 2 chưa các bạn? Đó, 1 phần 2. Vậy ta xử lý nào? Đây ta suy ra này, ta suy ra ngay 2 lần lực căng dây T gấp 2 lần P. Đúng không? Mà P có rồi. Thì nhìn này, nhớ là rất nhiều bạn đây nhầm này. Đây bạn rất nhiều bạn nhầm này. Nhầm ở đây là gì? Nhìn này. 2 này nhân P là 0,2 nhân 10. Đúng không? 0,2 nhân 10 thì rất là bạn suy ra ngay là 2T bằng 4 Newton, mà các bạn khoanh đáp án là 4 là sai. Tức là bạn không ghi là 2T, bạn ghi là T là 4 Newton. Bạn cho luôn 4 Newton là sai. 4 Newton này là tổng lực căng của hai sợi dây. Vậy nếu ta xếp một sợi dây T thì nó chỉ có bao nhiêu rồi? Là 2 Newton. Thì đáp án câu này là đáp án D. Là đáp án D. Ok chưa? Là đáp án D. Rồi, chúng ta kết thúc buổi ôn tập đề số 3. Giờ các bạn lưu ý, chúng ta phải ôn tập thật tốt vào. Giờ thật kỹ vào. Chúng ta mới đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài live tiếp theo. Giờ, bye bye. Xin chào nhá.